mình đọc vô trong kinh Phật thì mình mới thấy rằng tất cả những cái tướng mà Phật có được, cái tướng đẹp mà Phật có được á, không phải tự nhiên mà có, không phải do mình tạo tượng. Bây giờ mình nhìn một cái tượng, mình thấy lỗ tai dài, mắt cao, mũi cao, mắt sâu, môi đỏ, đẹp, thí dụ vậy đó, không phải là do cái người thợ đó làm không mà tạo nên một Đức Phật có tướng đẹp, mà chính cái đó chỉ là hình tượng. Còn chính Đức Phật cũng phải tu như vậy. Và kinh điển nói ra điều này để cho chúng ta là mình tạo cái phước. Nếu mình muốn được cái tướng đẹp nào thì mình tu theo cái nhân đó. Cho nên hãy cái nhân như thế nào thì cái quả nó như vậy. Thì theo cái quan niệm của người Á Đông á, quan niệm của người Á Đông á, cái đẹp á không chỉ ở cái việc thẩm mỹ, mà cái đẹp của một con người á, chính là cái đức hạnh biểu hiện qua cái hình thể. Chứ không phải ở cái, cho nên quý vị thấy không, nhiều khi á, có những cái người á, mình họ rất là đẹp nhưng mà tại sao họ không được ai thương, mà còn cái người mà nhìn cũng bình thường mà được nhiều người thương. Thì cái đẹp mà rất là sắc sảo đó chỉ là cái đẹp do cái bề ngoài, nhưng mà nó không biểu lộ qua cái đức hạnh. Cho nên cái đẹp mới biểu lộ qua cái đức hạnh mới quý. Mà vì vậy mà người Việt Nam mình hay dùng cái từ gì, cái nết đánh chết cái đẹp. Cái nết đó, tức là cái đức hạnh của cái người đó, nó làm cái người đó đẹp hơn. Cho nên ví dụ như một vị công chúa có đẹp, không phải là do vàng vòng ở trên người của người đó. Một cái người thường dân họ đẹp là nhờ cái gì? Nhờ cái đức hạnh của người đó. Cho nên cái người Á Đông á thì nhìn cái đẹp, cái tướng không phải qua cái thẩm mỹ, mà qua cái đức hạnh mà nó biểu lộ lên cái tướng. Và đồng thời khi chúng ta được, một phần cũng do ông bà cha mẹ, một phần là do cái phước của mình. Đó là cái quan niệm của người Á Đông. Còn quan niệm theo nhà Phật á, thì mình phải có một cái chánh báo thì cái y báo mình nó mới tốt được. Đồng thời cũng nói lên cái việc nhân quả, cái nhân mình tu như thế nào để được cái quả. Hôm nay mình học 32 tướng của Phật để mình nghiệm thử. Mình bây giờ ví dụ mình nghe được một cái tướng đẹp nào đó, mình nghiệm coi hình như mình cũng có chút chút. Nếu mà có chút chút là mình biết đời trước mình cũng có gieo cái nhân này chút chút. Mà nếu mình không được như vậy thì xem coi Phật dạy mình tu cái gì, Phật đã tu được cái gì mà được cái tướng đó. Thì ở trong kinh á, nhiều kinh lắm, nhiều, rất là nhiều kinh nói tới 32 tướng của Phật. Ở đây Pháp Hòa trích 32 tướng này ở trong kinh gọi là Phương Tiện Phật Báo Ân. Kinh này cũng rất hay. Bây giờ cái tướng thứ nhất của Phật là Túc Bình Hạ An Bình Lập Tướng. Túc Hạ An Bình Lập Tướng á, có nghĩa là tướng cái bàn chân bằng phẳng. Thường thường con người mình cái bàn chân sao? Nó lõm phải không? Cho nên mình đạp đi cái thì nó có cái lõm vậy đó. Nhưng mà đối với một cái bậc Đức Phật á, thì cái bàn chân ngài bằng. Bây giờ thỉnh thoảng mình cũng thấy có một vài người có cái bàn chân bằng. Thì người nào mà cái người nào bàn chân bằng thì mình lại nói đơn giản, ồ cái người này sướng lắm. Còn cái lõm như mình nó cực. Chẳng hạn như mình nhìn cái bàn tay á, người nào mà cực á, bàn tay cái ngón tay nó ngắn. Người nào sướng á, ngồi văn phòng làm việc công chức không á, thì là ngón tay nó dài. Thường thường ta nghĩ như vậy đó. Thì ở đây cái tướng đầu tiên của Phật á, là cái bàn chân Phật bằng phẳng. Tại sao mà Phật được như vậy? Tại vì Phật đã nhiều kiếp tu trì giới luật, cho nên được cái tướng chân bằng phẳng. Mình tu giới luật là sao? Thí dụ bây giờ Phật tử mình ai mà thọ tam quy ngũ giới thì ráng giữ năm giới của người Phật tử tại gia đó. Hôm rồi Pháp Hòa đi Mỹ thì có một anh Phật tử cũng xin quy y. Thì xong anh mới nói con muốn quy y mà con sợ quá à. Thôi thầy cho con tam quy thôi, con không thọ năm giới. Hỏi sao vậy? Nói con sợ con phạm giới thứ ba tức là giới tà hạnh á. Pháp Hòa mới nói tại sợ cho nên cần thọ. Thọ để mình biết, mình giữ vậy thì mình không có phạm.
Đó thì cuối cùng các bạn nói thôi thì nếu mà anh chưa giữ được giới nào thì coi giới nào giữ được thì nguyện giữ giới đó. Tại vì có giữ được giới nào nó quý giới đó. Cho nên mình đừng có sợ giữ giới. Tại vì mình tu được giới nào cũng đều là quý hết, đỡ hơn không tu. Thí dụ bây giờ quý vị ăn chay nhiều chưa được, ăn một ngày cũng quý. Vì ăn một ngày còn đỡ hơn là không được ngày nào. Thí dụ vậy đó, rồi cái ngoài cái bữa chay mà chính thức mình phát nguyện rồi thì á, những cái bữa bình thường hôm nào một chỉ một cần một buổi cơm chiều mình bớt được thịt cá thì cũng đều là quý. Dĩ nhiên cái sự tu hành nó không đặt để ở trên vấn đề ăn chay hay ăn mặn, không phải vậy, nhưng mà dĩ nhiên mình hãy mình ăn chay được thì nó tốt hơn. Nói về vấn đề sức khỏe thì cũng là cái tốt. Cái thứ hai nữa thì mình cũng bớt được cái sự giết hại, thí dụ vậy. Cho nên cái tướng thứ nhất của Phật có đó là do Phật tu giới. Cái thứ hai đó là khi làm một cái việc gì Phật suy nghĩ kỹ, và khi làm rồi thì không có hối hận. À, thí dụ như ngài bỏ gia đình ngài đi tu, bỏ hoàng cung đi tu. Nhưng mà nếu mà cái người thường á, thì người ta nhìn vô ta nói sao? Cái đó là dại. Tại sao mình đang có cung vàng điện ngọc, mình có vợ đẹp con xinh, là mình có đủ thứ hết mà bỏ đi tu? Nhưng mà Phật đã suy nghĩ thấy kỹ, Phật thấy những cái đó nó không bền, cho nên Phật quyết định Phật đi tu. Mà bây giờ vô rừng mà tu, có khổ hạnh, có cực khổ, có lao nhọc cỡ nào, ngài cũng không hối hận. Cho nên chính ngài nhờ cái phước là cái việc lành nào đã làm không hối hận, thì á nhờ cái tướng đó, phước đó mà cái bàn chân bằng phẳng. Ví dụ như bây giờ mình cũng vậy, mình có nhiều cái việc lành mình giúp người ta, sau đó người ta không có đền đáp gì, người ta còn hại mình nữa, cũng không có hối hận. Thấy không? Cái người kia không có biết nhớ ơn đền ơn mà làm những cái việc tác hại lại mình, thì đó là cái việc lỗi lầm của người đó. Còn mình do cái việc diệt cái tâm lành cho cái lòng từ mình đã giúp người, mà giúp đúng đúng lúc, đúng người, đúng việc, thì coi như là đã xong, không có gì hối hận. Thì được như vậy đó thì mình được cái phước tướng. Vậy thì cái bàn chân bằng phẳng không do bình thường mà được, mà phải do tu. Thứ nhất là tu trì giới, cái thứ hai là dốc mà hết một lòng, không có hối hận với những cái việc lành nào mình đã làm. À, cái điều thứ hai, ở dưới lòng bàn chân của Phật có một cái vòng tròn, người ta gọi là cái bánh xe đó, thì cái đó tiếng Hán gọi là túc hạ nhị luân tướng. Túc tức là bàn chân, hạ là ở dưới, nhị là hai, luân là cái bánh xe, tức là dưới bàn chân Phật có hai cái bánh xe. Thường thường quý vị thấy người ta hay để cái bánh xe trên bàn tay đó, thì cái đó là luân đó, nhưng mà cái đó là pháp luân, tức là cái bánh xe pháp. Còn ở dưới lòng bàn chân Phật có những cái vòng tròn như vậy, giống như xoáy vậy, cái xoáy ốc vậy đó. Bây giờ á, mình không có nhìn bằng chân, mình nhìn bằng tay không à. Người nào mà xòe tay ra cái mình nhìn, mình thấy cái người đó có cái ốc xoáy 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 ở trong cái lòng bàn tay, cái chỉ tay mà càng nhiều á, thì mình nói là sao, người này khéo tay lắm. Không, người tròn mà không có lệch nha, tròn mà tròn đều luôn á. Còn cái ví dụ nó xoáy 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 cái nó lệch qua bên á thì không tính. Không, nó xoáy mà nó tròn 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 vô vậy, nó là người đó khéo tay lắm. Thì do đâu mà được cái tướng đó? Thứ nhất á, là người này biết cúng dường cha mẹ, kính thờ sư trưởng, các bậc cao đức. À, và người này á, khuyên người ta tu không có mỏi mệt. Tức là nói pháp không có mỏi mệt. Bây giờ mình nghiệm á, nếu mình có kính thờ sư trưởng, tức là những người đã dạy dỗ cho mình, dù một chữ nửa chữ đều là những người, những bậc thầy của mình. Cho nên quý vị thấy không, ở trong Phật giáo Việt Nam á, hay nói chung là trong Phật giáo á, luôn luôn chỉ nhắc chúng ta rằng không có quên ơn sư trưởng. Vì không quên ơn sư trưởng, người đã cho mình cái hiểu biết chữ nghĩa, cho nên mình mới có bàn thờ tổ đó. Rồi không có quên ơn cha mẹ, cho nên mình mới có bàn thờ ông bà. Mà do lúc nào mình cũng kính nhớ ơn của cha mẹ, ơn của sư trưởng,
Và đồng thời mình phải tiếp nối cái sự nghiệp của cha mẹ, của sư trưởng. Mình khuyên lơn nhắc nhở người không mỏi mệt. Nhờ cái tướng đó cho nên mình có được một bánh xe tròn trịa dưới lòng bàn chân. Bây giờ kiếm hiếm lắm, hình như không có nữa. À, quý vị nhớ là ở trong kinh có kể câu chuyện, có một hôm á, thì hai vợ chồng này đi kiếm chồng cho đứa con gái. Thì đi kiếm hoài không có ra, bởi vì ông này không biết xem tướng cho nên ông hay để ý cái dấu chân. Hồi xưa người ta đi, người Ấn Độ đi không có mang dép, đi chân đất không à. Thì một hôm á, họ đi ngang trên một cái bãi cát thì họ thấy cái dấu chân của Phật. Thì cái ông chồng mới nói: thôi bà ơi, bữa nay tôi kiếm được chồng cho con gái mình rồi. Cái lòng bàn chân của cái người thanh niên này nè, đúng là cái người có đầy nhiều cái tướng, cái phước, người nhân hậu, người tốt. Thì nhất định tôi phải kiếm cho được cái người này để tôi gả con gái cho người này. Bà vợ thì bà sáng hơn, bà tỉnh hơn, cho nên bà nói: ông này biết một mà không biết hai, ông nhìn kỹ đi. Cái người có bàn chân này nè, đâu phải là người thường. Người này đã ly dục và không có còn dục nhiễm nữa. Cho dù ông có kiếm được cái người này á, thì người này cũng không có chấp nhận cái lời của ông đâu. Thì như vậy thì mình mới biết rằng á, là cái bàn chân đó do tích lũy nhiều cái công đức mà được. Còn mình bây giờ thì bàn chân của mình á, người nào mà tốt lắm là bằng thôi, chứ cũng không có được cái vòng xoáy như vậy ha. Vậy thì bây giờ mình muốn á, đời nào mình sinh ra được cái tướng đó, thì bây giờ cứ nhớ hai điều. Một là người kia dù dạy cho ta một chữ một lời thì cũng đều là thầy của mình. Giống như Pháp Hòa nhớ hồi Hòa đi học lớp 1, lớp 2 ở Việt Nam, cô giáo Pháp Hòa tên gì Pháp Hòa vẫn nhớ. Và trong thời gian Pháp Hòa ở chùa hồi nhỏ đó, ai dạy Pháp Hòa những câu gì Pháp Hòa vẫn nhớ. Mà Pháp Hòa nhớ cái tên của cái người dạy mình không? Mà còn tệ lắm là quên tên, nhưng mà cái lời nói đó vẫn nhớ. Hồi đó Pháp Hòa đi qua đây học tiếng Anh, học Anh văn, mà gặp một cái người cũng tị nạn giống mình, cho nên tiếng Anh họ cũng dở giống mình vậy. Mà đi dạy tiếng Anh cho nên học hoài học không tiếng. Nguyên cái nhóm Việt Nam mới qua học 3 năm trời mà cứ pink, black, yellow, red, mà cứ mấy câu đó học hoài mấy năm trời vậy đó. Thì khi đó Pháp Hòa nhớ cái năm đó Pháp Hòa tổ chức cái lễ Tết cho nhà trường. Năm đó Pháp Hòa học lớp 6 thôi, mới học lớp 6, lớp 7 thôi, lớp 7. Thì bà hiệu trưởng mới lên gặp Pháp Hòa nói: bây giờ á, tôi muốn Du đứng ra tổ chức cái Tết người Việt tại trường học của mình. Vậy mà Pháp Hòa vận động mấy đứa Việt Nam trong trường đó, quý cô biết không, mà tổ chức 3-4 năm liên tục Tết Việt Nam mình chủ trì luôn, đem bằng Phật lập ở trong trường, mà trường Catholic nữa chứ, trường Thiên Chúa Giáo. Rồi bắt bà hiệu trưởng, ông thầy giáo gì cầm nhang lại Phật hết. Rất là vui, đem chuông mỏ rồi vô tụng rồi múa vũ rùm lum hết á, rất là vui. Cái thì khi đó có một ông giáo dạy về computer. Ông mới thấy Pháp Hòa tội quá đi, qua mấy năm trời mà cứ nhốt vào trong cái lớp ESL hoài thôi. Ông mới lại, ông nói với bà giáo dạy tiếng Anh á, là mỗi khi tới cái giờ dạy computer của ông muốn xin cho Pháp Hòa ra riêng cái lớp của ông để học. Thì khi mà qua cái lớp đó thì ông mới mở cái cuốn sách tập đánh chữ, ông đưa cho Pháp Hòa, ông nói: bây giờ ngồi đây, đưa ngón tay vô rồi ngồi đánh. Mà trong khi đó mấy đứa kia nó vô là nó chơi game không. Còn Pháp Hòa là cứ miệt mài. Vậy mà rất là nhờ cái lớp, cái ông thầy giáo đó mà Pháp Hòa biết đánh chữ. Chứ nếu không là mình phải đợi tới năm lên lớp 10 mình mới biết. Nhưng mà nhờ đó mà lớp 8 thôi là Pháp Hòa là biết đánh máy. Ông đem Pháp Hòa ra cái lớp riêng ông dạy. Trong khi đó những đứa kia ông cũng biểu nó ngồi nói ông đánh mà nó cứ lo chơi. Thà bây giờ Pháp Hòa vẫn, bây giờ nhờ Pháp Hòa biết đánh máy được á, là nhờ ông thầy đó mà Pháp Hòa vẫn nhớ tên của ông. Rồi một cái bà giáo khác thấy nguyên cái nhóm Việt Nam là nó mới qua mà nó nói tiếng Việt không à, tiếng Anh nó dở quá đi. Bà dạy rất là hay. Không phải dựa theo sách không, mà trong cái hình đó nó có những cái gì mà sách không có liệt kê ra đó, bà đều dạy thêm hết.
rồi bà bắt phải mỗi tuần phải học thuộc lòng rồi viết chính tả vân vân. Một năm sau là đứa nào bắt đầu tiếng Anh cũng khá lên. Pháp Hòa vẫn nhớ tên bà giáo đó. Thì Pháp Hòa nói như vậy á, là đó là cái lời Phật dạy. Mình luôn luôn mình nhớ ơn sư trưởng. Cha mẹ mình nhớ, mình thương, mình kính, mình trọng là đã đành. Nhưng mà sư trưởng, người đã dạy cho mình một chữ một lời cũng đều là thầy của mình. Cho nên không cần biết cái vị đó giới hạnh như thế nào, khiếm khuyết như thế nào. Nhưng mà cái mà chúng ta cần làm bổn phận của mình là mình kính trọng vị đó là đã thầy của mình. À, thì nhờ như vậy cho nên ở dưới chân á, có cái những cái vòng xoáy. Cái tướng thứ ba là gì? Ngón tay dài và nhỏ, gọi là trường chỉ tướng. Trường là dài, chỉ là ngón tay. À, trường chỉ tướng là có cái tướng là ngón tay dài, nhỏ. Do gì mà được cái tướng đó? Đối với chúng sanh không mang lòng làm hại. Cái chữ làm hại đó là mình thường thường nói chữ làm thì mình phải dùng cái tay mình làm. Cho nên Pháp Hòa nhớ có một cái bài kệ khi mà chúng ta rửa tay. Có cái bài kệ là múc nước để rửa tay. Xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Quý vị nhớ bài kệ khi rửa tay. Múc nước để rửa tay. Xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Quý vị thấy không? Cái bàn tay của mình nó làm tất cả. Thì bây giờ khi mà người ta nói chữ làm, ý tượng trưng cho mình dùng cái tay mình làm. Thì người nào có được cái ngón tay dài nhỏ, đó là do cái phước đời trước không có nghĩ tới cái vấn đề làm hại chúng sanh, làm hại người khác, không có ý tưởng cướp đoạt của người. Bởi vì muốn cướp đoạt tức là phải lấy tay mà cướp đoạt vật chất, hay là phải làm cái gì đó. Thì thường thường ta nói hãy làm là tượng trưng qua bàn tay. Hễ thấy cha mẹ, hòa thượng, sư trưởng và các bậc có đức thì ra xa đón chào, sửa đặt tòa ngồi. Ở trong luật dạy á, mình đang ngồi thấy một vị thầy đi đến thì đứng dậy xá chào. Có 5 trường hợp chúng ta không đứng dậy không có lỗi. Thứ nhất là bệnh hoạn. Thứ hai là đang ăn. Thứ ba là đang tụng kinh. Thứ tư là đang phủi tóc. Phủi tóc tức là đang dùng lấy cái dao lam cạo đầu đó. Thứ năm là đang làm việc cho chúng. 5 việc này mà mình thấy một vị hòa thượng, một vị tôn túc đến, mà lỡ chúng ta đang bận việc chúng ta không xá chào thì chúng ta không có phạm lỗi. Còn ngoài ra thì những công việc khác chúng ta nên đứng dậy xá chào, đứng dậy xá chào. Mà thường á, thì cái phép đừng có nói chi, cái phép lịch sự ngoài đời thôi. Mình đang ăn hay đang làm gì đó mà gặp một cái vị lớn tuổi đi đến thì luôn luôn mình đứng dậy mình cúi đầu mình chào một cái, có phải không? Hoặc là quý vị đang ngồi chơi, người kia cáo từ đi về thì cái thông thường, cái thói quen là chúng ta đứng dậy để chúng ta làm thi cái lễ chào. Cho nên cái xá chào đó, chắp tay lại xá chào. Cho nên mình là Phật tử, mình gặp nhau đó, mình có xá chào nhau đó, không có gì không được hết. Thì nhiều khi á, mình nói tôi chào cái người đó rồi, tôi chào một lần rồi tôi quê lắm, người ta không có trả lời cho nên thôi khỏi. Người ta không có trả lời đó là chuyện của người ta, phải không? Còn cái chuyện của mình là mình thi cái lễ, mình phải hành cái lễ, là mình là cái nhân cách. Cái đó là người ta thiếu cái nhân cách. Còn mình phải làm cái nhân cách của mình, là gặp người khác thì mình chào hỏi. Chẳng hạn như ngoài đời thì bắt tay hay là say hello, chào anh. Người trong Phật tử với nhau thì gặp nhau chào. Chứ còn gặp nhau không có hất mặt mới tới hả? Không, gặp nhau cái đó là mình chơi, nói chơi cho vui. Nhưng mà gặp nhau là nên xá chào. Bởi vì đó là cái đức, cái hạnh. Đó là cái hạnh đẹp. Cho nên Phật tử gặp nhau là A Di Đà Phật. À, chào anh các mình đông quá mình chào không hết, mình chào chung A Di Đà Phật, tổng chào đại chúng cũng được, nhưng mà phải có một cái lễ. Đó là tượng trưng cho người lúc nào cũng giữ cái lễ đối với tất cả mọi người, sửa đặt tòa ngồi, cung kính lễ bái, dẹp bỏ lòng kiêu mạn, nhờ thế mà được ngón tay dài và nhỏ, biểu tượng cái thọ mạng lâu dài.
À, không có làm hại chúng sanh. Gặp người thì chắp tay cung kính, sửa đặt chỗ ngồi. Thường thường á, mình hay nhường chỗ ngồi là vậy đó. Thôi anh ngồi chỗ tôi. À, cho nên những cái hình ảnh đó rất đẹp. À, mà quý vị thấy rằng á, trong cái vô tình mình hành xử theo cái lễ độ của cái người thường, người Việt Nam mình ứng xử đó, thì nó cũng ứng hợp với lại những cái hạnh tu của Phật. Phật nhờ tu cái hạnh khiêm cung mà được ngón tay dài. Cái thứ tư gọi là túc căn quản bình tướng, tức là ngón chân đầy đặn no tròn. Cái người nào mà đủ ba hạnh kể trên, à, ba hạnh kể trên là ba hạnh gì? Hạnh cung kính sư trưởng, à, hạnh cung kính cha mẹ, hạnh không cướp đoạt người, thí dụ vậy. Nhờ ba cái tướng đầy đủ vậy, cho nên ngoài cái ngón tay dài còn có cái gót chân đầy đặn. Còn có một cái nữa là siêng tu hạnh nghiệp. Siêng tu hạnh nghiệp là sao? Có nghĩa là việc lành nào mình thấy lợi ích cho người nên làm, đồng thời phải siêng nghe pháp. Tại sao siêng nghe pháp? Tại vì mình có siêng nghe pháp thì cái trí tuệ mình nó mở ra. Mà cái con người mình nó mở ra, cái tuệ giác mình nó mở ra, thì mình, đời sống mình sao? Đời sống mình nó bình lặng, nó vững chãi, cho nên tượng trưng cho cái gót chân. Thường thường á, cái gót chân mà nó đau á, là nó thấu lên tới cái lưng. Hôm nào quý vị mà đi nhiều đau gót chân coi, nó thấu lên cái eo lưng chịu không nổi. Mà thường ta nói á, cái gì mà vững chãi, ta nói chúc cho anh chân cứng đá mềm. Tại sao anh chân cứng đá mềm? Cục đá thì nó cứng, phải không? Nhưng mà nhờ anh có cái bàn chân vững chãi, anh đi, anh lướt tất cả những chông gai, cho nên lúc đó bàn chân anh nó trở thành ra bàn chân cứng. Cục đá có cứng cỡ nào, nhưng mà nhờ cái ý chí của anh, cái sự vững chãi của anh, nó cũng phải mềm trước bàn chân vững chãi đó. Ở đây cũng vậy. Người mà siêng nghe pháp thì bồi đắp cái tâm linh của mình. Mà khi bồi đắp được cái tâm linh rồi thì sao? Trong lòng mình nó vững chãi lắm. Không có cái gì làm cho mình lay động được. Cái khổ nó đến, mình cũng có buồn, nhưng mà hoặc là có khổ, nhưng không có khổ triền miên như ngày xưa. Đại chúng để ý, cha mẹ mình mất, ai không khổ không buồn. Nhưng mà cái người mà có hiểu đạo với cái người mà không hiểu đạo, hai cái tâm trạng nó khác. Cái người hiểu đạo là buồn khi mất cha mất mẹ, nhưng mà vững cái tâm, vững cái lòng để cầu nguyện, cũng như là cho lo hậu sự cho cha mẹ cho đàng hoàng, cũng như là làm cái gì, làm cái mẫu mực để hướng dẫn cả gia đình lo tang sự, thí dụ vậy đó. Chứ người Phật, hoặc là cái bức trắc gì nó đến, cái người mà không có hiểu đó, họ bứt tóc, họ réo trời. Thường thường cái người mà khổ quá, họ hay nói một câu: trời là trời, tôi đâu có làm nên tội lỗi gì đâu mà trời đầy trời hành tôi dữ vậy, phải không? À, sao mình biết mình không có? Nội cái chuyện nhỏ xíu như là cái chào người ta, mình còn nói tôi chào nó một lần rồi, nó không có trả lời, thôi đừng có hòng. Một cái chuyện nhỏ như vậy thôi mà mình cũng không làm nữa. Còn ví dụ người nào mình ghét coi, kêu lại làm gì cho người đó, thôi miễn đi, đừng có tin tôi. Nó chết cũng vừa lắm rồi. Ví dụ vậy, tức là mình nhiều khi mình thốt ra một cái lời nói, dù mình không có làm gì hết, nhưng cái lời nói của mình nó cũng thành ra một cái khẩu nghiệp. Cho nên á, ngày hôm qua không biết cái chuyện gì, Pháp Hòa nói chuyện với một vị Phật tử đó, thì Pháp Hòa cũng có nói. Pháp Hòa nói nhiều khi á, cái người đó tốt hay xấu, người đó như thế nào mình không biết. Mà thí dụ người đó có xấu, nó cũng mắc mớ tới mình đó. Nhưng mà mình nói làm chi để tạo cái lỗi lầm của cái miệng. Bây giờ cái người đó, thí dụ như người đó là giật tiền của người khác, mình nói cái người đó xấu lắm, mà thật sự giật tiền của người khác chứ cũng không có liên hệ gì với mình hết đó. Hay là hai bên họ có cái xích mích, thì cái người đó có phạm giới, có cái gì đó, thật sự ra cái chuyện đó của người đó mình chưa thấy, chưa biết và chưa có thẩm định một cái gì hết, mà mình nói thì đôi khi mình tạo cái lỗi lầm. Ở đây thì do tu cái hạnh nghiệp, mình nghe pháp để mở tâm tư vững lòng,
trước những cái thịnh suy của sự thế, cho nên tượng trưng cho cái người có gót chân đầy đặn. Đó là cái hạnh. Cho nên xin thưa đại chúng, những cái tướng này là do cái mình tu nha, cho nên đây là mượn cái tướng để hiển cái pháp tu. Thí dụ như bây giờ mình nói trời ơi sao lúc này thấy cái diện mạo của chị có vẻ hồng hào và thấy người có thể có vẻ giống như là buông xả nhẹ nhàng hơn. À lúc này nhờ tôi biết xả bỏ nhiều việc, cho nên tôi không có bị stress nhiều, tôi không có ôm ấp nhiều, cho nên bây giờ trong lòng tôi nó thanh thản hơn, cho nên diện mạo tôi nó nhẹ nhàng hơn. Đó là nhờ tu cho nên nó hiển cái tướng. Điều thứ năm là túc chỉ mang tướng, tức là ở giữa ngón tay ngón chân có cái màng mỏng nối liền. Xin lỗi, nó giống như cái chân vịt. Thường thường bàn tay mình nó hở vậy nè. Bây giờ á, mình nhìn cái người nào mà có cái bàn tay vậy thì mình nói sao? Người đó dị tướng, phải không? Nhưng mà mình đâu có biết là biết mình sao mình không đặt ngược là mình dị tướng đi. Thí dụ bây giờ cái thế giới của mình là ai cũng có kiểu như vậy, mà lọt có người nào bàn tay nó rời từng ngón vậy cái kêu dị tướng. Thí dụ vậy đó. Cho nên bây giờ mình thấy quen rồi, ngón tay người nào cũng rời từng ngón với nhau. Mình thấy cái người nào mà có cái màng mỏng nhỏ thì mình nối liền với nhau thì mình cho là người đó dị tướng. Nhưng mà ở trong kinh thì nói là đây là một cái tướng đẹp. Tại sao? Tại vì cái người này á hay giúp đỡ chúng sanh nên có cái tướng ngón tay nhiều, ẩn hiện tự tại. Cái ngón tay mà không có phá hoại người, cho nên bàn tay liền lạc với nhau. Cái thứ sáu là gì? Thủ túc nhu nhuyến tướng, tức là chân tay mềm mại. Chân tay mềm mại là sao? Cái người này có cái sự tinh tấn, có cái sự tinh tấn, và đối với cha mẹ thì có sự chăm sóc, đối với sư trưởng có sự kính thờ chăm sóc, và chăm sóc người bệnh. Chăm sóc cái người bệnh. Ở trong kinh á, nói tới những cái phước mà chăm sóc người bệnh. Cũng giống như Đức Phật, tuy rằng Ngài là một vị thầy, nhưng mà thỉnh thoảng Ngài đi thăm các đệ tử ở các cái liêu phòng. Thì có một vị thầy bị bệnh và thiếu người chăm sóc. Cho nên lúc đó là Đức Phật đi ngang, Đức Phật cũng giặt khăn rồi lau mình cho cái vị đó. Thì người đó không có dám nhận. Nói con không có dám nhận. Nói không. À, dù là thầy, nhưng mà dù là Như Lai, Thế Tôn, nhưng mà sao? Cũng phải tạo cái phước. Vì vậy mà mình không có từ chối cái phước nhỏ nào mình không làm. Hồi xà nãy Pháp Hòa bước lên cái thấy bác Minh Kính đang lôm khôm lượm những cái bụi, những cái dơ ở dưới thảm trên chánh điện. Thì nhiều khi mình thấy vậy mình bỏ lơ. Mình nói thôi để ăn lát hút bụi luôn. Ví dụ vậy đó. Nhưng mà cái người mà người ta để tâm thì dù một cái miếng nhỏ ta vẫn nhặt lên. Thí dụ như quý vị làm hương đăng cũng vậy. Cứ nhìn lên bàn thờ thấy có những chân nhang nó dơ, thì mình rút chân nhang rồi mình quét, mình lau lại cho sạch. Dù một chút thôi, nhưng mà biết trang nghiêm như vậy cũng là cái tốt. Mình đừng nói chi cái diện mạo mình thôi. Ai mà lại nói ủa mặt chị dính gì là thôi mình chùi lia lịa. Mình sợ một cái vết gì nhỏ nó dính trên mặt lắm. Thí dụ vậy đó, mình để ý thử coi. Đó, hoặc là người ta nói ủa sao bữa nay cái áo chị mặc kỳ vậy, là bắt đầu mình ngó tới ngó lui, mình chưa yên tâm nữa, mình đi kiếm ý kiến mình ngó nữa. Đó, thì mình cứ chút xíu đó thôi. Hoặc là người ta nói ủa cái tóc chị sao kỳ vậy, là bắt đầu mình dở cái kiến ra mình coi rồi. Thấy không? Thì mình biết chỉnh mình từng cái nhỏ đó thì cũng vậy. Những cái nhỏ nhỏ mà mình thấy bên ngoài, những cái lỗi lầm nhỏ nhỏ cũng nên để tập. Thì nhờ cái tướng như vậy đó, cho nên cái tướng chân tay mềm mại. Cái thứ năm là túc phu cao mãn tướng, tức là cái tướng mu chân vung đầy. Cái bàn chân, cái bàn chân ở trên á, cái mu chân á, nó vung đầy. Còn mình bây giờ á, nó theo cái tướng ốm mập. Người nào mà ốm cái thì sao? Cái da chỗ trước cái chân nó thủng xuống, bước đi cái nhìn thấy xương không? Không? Thành là cái người nào mập mập được chút thì cái chân nó mới đầy. Thí dụ vậy. Nhưng mà đối với cái người có cái tướng tốt á, thì cái trên mu chân lúc nào cũng bằng phẳng. Là do cái gì? Do người này tu tập các công đức lành, không có mỏi mệt,
tinh tiến, cho nên có cái tướng tròn đầy, biểu thị lợi ích chúng sanh, đại bi vô lượng. À, thường thường á, mình làm cái gì mà mỏi mệt á, thì nó hay biểu lộ qua cái tướng là mình muốn ngồi xuống. À, khi mệt thì chỉ muốn ngồi, muốn nằm thôi. Chẳng hạn như ăn xong cái mệt quá cái muốn đi nằm. À, nhưng mà bảy cái điều mà người ta kỵ sau khi ăn rồi là không được làm. Có bảy điều mà khoa học, những cái người mà người ta nghiên cứu về vấn đề sức khỏe đó, người ta khuyên chúng ta nên làm bảy điều không nên làm sau bữa ăn. Trong đó có một cái việc ăn xong rồi mà đi nằm đó, nó dễ sanh bệnh tiểu đường. Và xin lỗi, bụng bự và giảm tuổi thọ. Tại sao? Tại vì khi mình ăn vô đó thì những cái thức ăn nó cần tiêu hóa. Cho nên mình đi nằm liền á, thì coi như nó không có cơ hội nó tiêu hóa, thì nó dễ ứ lại, thì cái bụng mình nó dễ bự. Đại chúng để ý, cái người nào mà hơn 30 tuổi là bắt đầu có cái cơ hội bụng bự nó dễ lắm. Tại vì cái đường tiêu hóa của mình lúc đó nó yếu đi rồi. Hồi còn trẻ đó, 15, 16 tuổi ăn bao nhiêu nó vẫn không có cái bụng. Là tại vì cái thể lực của mình nó tốt, và cái chất đốt trong người nó tốt, cho nên nó tiêu hóa thức ăn dễ. Mà hơn 30 tuổi rồi là cái đó nó yếu, cho nên bắt đầu là ăn nhiều một chút là cái bụng nó bự. Mà nhiều khi nó mập đâu, nó không mập, nó cứ nhẹ cái bụng mà nó mập. Mà bụng mập á, thì nó ngồi nó mệt, phải không? Cho nên là người ta dặn á, là sau bữa ăn đừng có nằm. Điều thứ hai á, là sau bữa ăn đừng hút thuốc. Tại vì một điếu thuốc sau bữa ăn bằng 10 điếu thuốc lúc bình thường. Pháp Hòa hay nhắc vậy đó. Tại sao? Là tại vì khi mình hút, khi mình ăn vô thì các bộ phận trong cơ thể mình nó mở ra để nó bắt đầu nó tiếp nhận từng cái thức ăn, nó tiêu hóa, nó nuôi dưỡng. Mà mình hít một cái khói thuốc vô là vô tình, không phải nó vô cái lá phổi không, mà nó vô luôn cả lá gan, ruột non, ruột già, lá lách, cái gì gì đó là nó vô hết. Cho nên một điếu thuốc sau bữa ăn bằng 10 điếu thuốc lúc bình thường. Thành thử sau bữa ăn đừng hút thuốc. À, mà người nào muốn khỏi có khổ bệnh về cái thuốc thì thôi bỏ đi. Thấy không? Ta kêu hút sách á, thôi giờ lấy sách bỏ hút. À, mình tu là mình biết kiểm soát và mình lấy cái nào bỏ cái nào mà. Thí dụ như người ta kêu là cái gì á, rượu chè, ăn chè bỏ rượu. Thường thường ta hay nói chung nói cặp vậy mà. Người nào rượu chè nè, thấy không? Thì thôi ăn chè bỏ rượu. Người nào lỡ bị hút sách thì thôi lấy sách đọc chơi cho vui, đừng hút. Không? Rồi người nào có cái tật trai gái thôi quen trai đừng quen gái. Không? Ví dụ như người nào mà lỡ cờ bạc thôi chơi cờ cũng vui, đừng đánh bạc. Thường thường ta nói chung vậy đó, cờ bạc, rượu chè, hút sách, trai gái, không? Ghẻ gọc. Thường thường Việt Nam mình hay nói cặp nói đôi gì đó. Thì thôi bây giờ đó. Rồi á, thì ví dụ như mình ăn xong rồi á, đừng uống nước lạnh. Pháp Hòa thấy á, có nhiều vị có cái thói quen á, là ăn cơm hay uống nước đá lạnh, không có tốt. Tại vì mình ăn cơm á, là có những cái món dầu mỡ. Mình mà không có, mình uống nước lạnh như vậy á, nó đông lại cái dầu mỡ trong những cái tim mạch. Cho nên lâu ngày cái người đó sẽ bị đông mỡ bao tim. Cho nên đó là tại sao người ở đông mình ăn cơm uống nước nóng, uống nước sôi. Tại vì để uống như vậy để nó tiêu hóa cái dầu mỡ trong cơ thể. Thấy không? Thì ở đây cũng vậy. Cái mỏi mệt là thường có cái khuynh hướng nằm ngồi. Thì ở đây á, mình tu không có mỏi mệt, làm việc lành không mỏi mệt. Cho nên nhờ cái đó mà cái phước tướng gì, cái lòng, cái mu chân nó đều. Hồi nãy là bàn lòng bàn chân đều rồi, giờ mu chân đều. Cho nên thường thường á, ta chúc người nào mà cái một trong bốn cái con vật mà tốt là con gì? Con quy. Con quy là con rùa đó. Cái gì? Cái mai của con rùa là ở trên thì nó làm sao? Nó tròn, mà ở dưới thì nó bằng. Và đó là cái tương tôn. Hãy bằng thì phải bằng thẳng, mà trên thì phải tròn trịa. À, và cái thứ nữa là cái hạnh tu con rùa là sao?
Khi mà gặp một cái gì, gặp một cái sự cố gì đó, thì con rùa nó rút bốn chân nó vô, rút đầu rút đuôi nó vô hết, có phải không? Không ai làm được gì nó hết. Thì cái người tu của mình phải thu nhiếp sáu căn. Con rùa nó có sáu chi, bốn cái chân, cái đầu với cái đuôi. Thì khi hữu sự á, là con rùa nó rút vô cái mai nó. Thì con người của chúng ta có sáu căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Cho nên luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải thu nhiếp sáu căn, để sáu căn nó không có bị khổ. Có nhiều người thích đi shopping quá, rồi sẵn có cái thẻ đó, thành thử cứ thích là cứ cà, cà thẻ đó, cà riết cất thẻ luôn, không dám đem theo trong người nữa, thí dụ vậy đó. À, thì người nào mà biết cất thẻ là người đã biết rút vô. Cho nên biểu thị lợi ích chúng sinh, không có mỏi mệt. Cái thứ tám là gì? Lộc vương thuyển tướng, có nghĩa là xương, xương đùi tròn nhỏ như con nai. Tí nói là cái bắp đùi á, nó tròn, nó gọn. Người đó nghe pháp vui vẻ, rồi thích nói lại cho người nghe, ưa làm việc đạo, nhờ thế mà được cái tướng như vậy. Tức là mình vui vẻ, mình ham thích nghe pháp. Pháp Hòa nhớ trong truyện Tiền Thân của Phật có kể lại một câu chuyện. Ngay cả kinh Phương Tiện Phật Báo Ân cũng có kể câu chuyện này. Là ngày xưa có một con sư tử, nó có cái bộ lông vàng óng ánh mà đẹp lắm. Con sư tử nó tên là con Kiên Thệ. Chữ kiên là kiên cố, chữ thệ là lời nguyền. Lời nguyền của mình kiên cố cho nên gọi là kiên thệ. Thì con sư tử này nó có cái tên như vậy đó, sư tử kiên thệ. Mà con sư tử này nó có bộ lông đẹp lắm. Thì ông vua đó, ông mới ra một cái lệnh là ai có thể bắt được con sư tử đó, đem cái giết nó rồi đem cái bộ lông đó về cho ông thì ông sẽ thưởng. Thì có một người thợ săn đi vô rừng tìm cái con sư tử này. Thì sau nhiều ngày tìm kiếm thì cuối cùng ông tìm gặp được con sư tử này. Và ông tìm được một cái thói quen của con sư tử này, một cái điều của con sư tử này nó rất thích, là ở trong rừng có những người tu ngồi đó thuyết pháp thì con sư tử này nó thường lân la tới, nó nằm kế bên nó nghe. Thì thường thường á, một người mà muốn giết một con vật á, họ hay đi vô rừng, họ tìm những cái sở thích của con đó, nó thích cái gì để người ta mới dùng cái mưu đó người ta hại nó được. Thì cái ông thợ săn này á, ổng tìm được cái sở thích của con sư tử kiên thệ là thích nghe pháp. Cho nên bữa nọ các vị thầy đó đi ra ngoài khất thực, thì cái ông thợ săn á, ổng mới lấy cái áo vàng á của người tu á, ổng choàng vô rồi ổng ngồi đó. Thì con sư tử này á, nó tưởng đâu là thầy tu nói pháp, thì nó tới nó nằm kế bên nó nghe. Thì do nó nằm kế bên như vậy cho nên ông thợ săn này mới giết được con sư tử này và lấy cái bộ lông đó mang về. Thì khi mà đem về trình cho vua thì vua rất là mừng, định ban thưởng. Nhưng ông vua cũng nói, trẫm nghe nói con sư tử này có một bộ lông vàng như vậy á, rất là khó bắt được nó. Mà tại Khanh làm cách nào mà Khanh được? Thì ông kể ra sự việc như vậy. Thì Đức Phật, thì cái người đó mới kể hết sự việc ra. Thì ông vua nghe ông phẫn nộ, ông nói như vậy thì xấu quá, phải không? Người á, như vậy lúc đó mới biết rằng con sư tử này nó có được cái tướng phước á, là thích nghe pháp, cho nên nó có được cái bộ lông vàng đẹp như vậy. Cho nên ông mới không có thưởng cho cái ông thợ săn đó, ông còn phạt nữa. Thì qua câu chuyện đó, khi mà con sư tử đó nó bị giết á, nó sắp sửa nó gào lên, nó định xé cái, nó định giết cái người mà thợ săn đó đó. Nhưng mà trên người cái người thợ săn đó vẫn còn mặc cái mảnh áo vàng của người tu. Cho nên con sư tử nó ba lần nó định choàng lên nó giết, nhưng cứ mỗi lần như vậy thì nó dừng lại, vì nó thấy được người đó đang mặc cái áo tu, cho nên nó thà nó chết chứ nó không dám làm hại cái người mặc cái áo tu.
Thì cái câu chuyện đó mới có cái câu, có cái tên là con sư tử trọng pháp. Câu chuyện đó Pháp Hòa đọc hồi nhỏ, nhớ hồi nhỏ như vậy. Và con sư tử trọng pháp. Thì thầy viện chủ, thầy kể, thầy nói hồi ở bên trại tị nạn á, thì lính Thái hay đánh đập người của mình lắm. Và có nhiều khi những cái người lính Thái họ hay bắt mấy cô gái Việt Nam mình đem về để họ hãm hiếp làm bậy vậy đó. Mà không ai cản được đâu, người nào mà cản là họ lấy bả súng mà đập chết á. Cho nên thầy lúc nào cái áo tràng màu vàng của thầy, thầy cũng để gần thầy hết á. Để mỗi lần mà một cô gái Việt Nam nào bị lính Thái họ kéo ra đó, thì có người chạy lên cho thầy hay, thì thầy mặc áo vàng ra. Thầy không có nói, thầy chỉ xá xá họ, thì họ trọng thầy, họ quý cái áo vàng mà thầy đang mặc, họ tha cho cái cô đó. Thầy viện chủ thầy kể hồi trại tị nạn Thái Lan, thầy đi đường bộ mà, thầy ở trên trại Thái Lan như vậy là 4 năm. Và thầy có kể cho Pháp Hòa nghe là hồi đó, đó là cái áo người Thái á, họ có xấu cỡ nào đi nữa, nhưng mà đối với cái người tu á, thì họ trọng. Nhưng mà người Việt Nam mình quý thầy thì hay mặc áo nâu, lúc bình thường chỉ có mặc áo vàng khi ra tụng kinh giảng đạo thôi. Thì nhưng mà người Thái thì các sư của họ lúc nào cũng áo vàng. Cho nên mình mặc áo nâu ra là mình nói chuyện với họ là không có tác dụng. Cho nên mỗi lần mà hễ mà nói thầy ơi, thầy lính Thái nó ăn hiếp một cô gái Việt Nam, thì thầy mặc cái áo vàng vô, thầy đi ra, thầy xá họ vài xá là họ tha cho cái cô đó. Thì ở đây con sư tử này nó cũng vậy. Nó dư sức, nó giết cái người thợ săn, người nhưng mà trên người thợ săn, và nó trọng cái pháp. Nó nói hồi nãy cái ông này nói pháp mà, phải không? Thì ở đây á, Pháp Hòa kể như vậy là để kể cái tướng đẹp do nhờ cái tâm cầu pháp. Cầu pháp không mỏi mệt, trọng pháp. Cho bây giờ mình có được cái phương tiện quá tốt để mà chúng ta nghe pháp, học pháp, thì chúng ta đừng có lãng phí, uổng đi. Cái điều thứ 9 mà Phật có được á, tức là chính lập thủ ma tướng, tất tướng. Tức là khi mà Phật đứng á, đứng thẳng á, thì Phật thả tay xuống á, thì cái tay của Phật á, tới đầu gối, dài tới đầu gối. Mình bây giờ thì đâu có được, cái tay mình nó ngắn. Nhưng mà đối với cái tướng đẹp của Phật á, là thả tay xuống thì đứng thẳng mà thả tay thì cái tay xuống tới đầu gối. Thì do đâu mà được cái tướng này? Nhờ ba nghiệp thanh tịnh. Ba nghiệp là thân, miệng, ý thanh tịnh. Nhờ khám bệnh cho thuốc, nhờ ăn uống có chừng mực, cho nên được cái tướng này. Và khuyên người làm thiện, khởi tâm thấy người làm thiện, lập chùa tạo tượng, chúng ta vui mừng mà không có phỉ báng, không có hiềm khích, cũng như không có nói để những cái lời cho người ta chán chường những cái việc làm của người ta. Do được như vậy cho nên đời này có cái cánh tay dài, phải không? Thường thường á, quý vị hay nghe nói Phật có bàn tay Đâu La Miên không? Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng so đảnh của Ngài Địa Tạng mà nói rằng: Địa Tạng, Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn. Quý vị nhớ kinh nào không? Kinh Địa Tạng phẩm thứ 13. Mà bàn tay, cánh tay sắc vàng đó tiếng Phạn là Đâu La Miên. Đâu La Miên là tiếng Phạn, tiếng Việt mình dịch lại là cánh tay sắc vàng. Ý nói không phải cánh tay của Phật bằng sắc bằng vàng đâu, như ý nói là cái người ẩn chứa đủ cái lòng từ. Đại chúng thì ý ha, thí dụ như con của mình hôm nào mà nó bị đau một cái gì đó, thì thường thường mình làm gì? Mình ôm con vô rồi mình lấy tay mình vỗ đầu mình vuốt nó. Nhiều khi cái bàn tay mà cái nó cảm nhận được là tại sao? Lúc mình làm vậy là làm bằng cả cái lòng thương của mình. Cho nên người thầy mà vuốt đầu người đệ tử cũng vậy, vuốt bằng cả cái tình thương của người thầy mà người đệ tử cảm nhận được. Đó, cái giây phút đó là cánh tay sắc vàng, chứ không phải cái tay đó bằng sắt, bằng vàng đụng vô là không phải cần luyện võ công để có được một cái tay gọi là sắc vàng gì hết. Nhưng mà chứa ẩn chứa đầy đủ cái lòng từ. Nhờ có lòng từ cho nên mới khám bệnh cho thuốc đó. Cho nên cái vị nào mà người ta, một vị thần y, người ta để cái tay vô trong
cái mạch mình, ta chỉ cần nghe vài nhịp thôi ta biết tim gan tỳ phế thận của mình sao hết. Hồi xưa các vị mà ở trong hoàng cung, mà nhất là các hoàng hậu cung phi rồi đó, một vị thái y mà vô khám bệnh có đời nào được để nguyên bàn tay trên tay của một cái người đó đâu. Nếu mà ấy, một là phải lấy sợi chỉ cho cái người đó cầm, rồi câu sợi chỉ ra, rồi chỉ nghe cái mạch qua cái tai người đó cầm. Còn không nữa đó là phải lấy miếng vải mỏng lót lên tai vậy nè, rồi mới cái vị thái y đó mới để tai lên, chứ không có được chạm vô cái da thịt của cái người cung phi đó. Nhưng mà các vị đó người ta thần y, người ta để vô người ta biết. Cho cái người nào mà, ví dụ như cái người nào mà người ta mát tay, người ta cho thuốc mình uống hết đó. Trời ơi, bệnh ta bác sĩ đó, ông mát tay lắm, cho mình. Có nhiều vị làm bác sĩ mà rất mát tay. Và đi bác sĩ cũng thích bác sĩ nào mát tay. Có nhiều người có mát tay cạo gió. Và bệnh cái nhờ người đó cạo gió cái hết, thí dụ vậy đó. Cho nhờ cái người đó khám bệnh cho thuốc, phá lòng kiêu ngạo, ăn uống có chừng mực. Khuyên người làm thiện. Thứ 10, tướng thứ 10 là âm tàn tướng. Cái chữ âm tàn này á, có khi gọi là mã âm tàn. Chữ mã nghĩa là con ngựa. Chữ âm á, cứ có nghĩa là cái nam căn. Tàn á, là ẩn. Thường thường á, cái tướng con người nó thô, cho nên cái căn của mình nó cái âm căn của mình nó hiện ra ngoài, nó thô. Nhưng mà đối với một bậc thánh, một cái vị mà người ta có cái đạo lực tu hồng hành á, thì thường thường cái căn nó ẩn, nó không có hiện. Để biểu lộ cái gì? Biểu lộ cái tâm không có dục nhiễm, cái người không có dục nhiễm. Thấy không? Thứ hai là gì biết không? Quan trọng nhất là cái này, biết che cái lỗi của người. Khuyên người, khuyên thì có khuyên, nhưng mà không bao giờ đi bêu xấu lỗi của người để làm cho người ta mất cái uy tín, làm cho người ta mất cái gia đình người ta không có hạnh phúc, vân vân. Tức là trong chữ Hán người ta thường dùng cái từ là ẩn ác dương thiện. Ẩn cái ác xấu của người đó, biểu dương cái lành tốt của người đó. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói trong con người của chúng ta ai cũng có những cái hay, ai cũng có những cái dở. Thì mình nên nói những cái hay của người khác, của người đó cho người khác để người ta học hỏi và người ta vui theo. Mà những cái xấu của người đó mà người ta chưa làm gì xấu với mình thì thôi mình đừng nói. Thí dụ như nghe người đó hay giật tiền mà họ chưa giật của mình thì đâu có gì đâu để nói. Không, mà mình chỉ nghe thôi chứ mình cũng chưa có biết người có giật không nữa. Mình đi nói cho người khác biết, nói chị đừng chơi với cái anh đó, cái chị đó hay giật tiền, hay lường gạt mình lắm. Thì là mình đưa cái ác của người khác lên mà cái thiện của người ta mình không thấy, mình không ấy. Cho nên cái người tu được cái tướng này là do biết nói cái lời khéo để mà đoàn tụ với nhau, biết tự tu cái hổ thẹn, lại dạy người tu không có tà dâm, không có nói lỗi của người, biết ẩn ác dương thiện. Nhờ đó mà được cái tướng âm tàn. Thường thường hồi đó, lúc mà vô tu á, học cái bài kệ mặc cái quần. Khi người nào mặc cái quần á, thì phải đọc cái câu là trước hạ quần thời, đương nguyện chúng sanh cụ túc thiện căn, phục chư thiện căn cụ túc tàm quý. Nếu mặc quần dưới, cầu cho chúng sanh đầy đủ căn lành, biết đủ cái sự hổ thẹn. Tại sao mình phải mặc quần mặc áo? Tại vì mình hổ thẹn, mình không có muốn lộ cái tướng thô của mình, cho nên mình mới lấy vải mình may thành cái áo, cái quần mình mặc lên để che những cái tướng thô của mình đi. Thì cũng như thế, người tu là phải biết lấy cái pháp lành để làm cái gì? Để hổ thẹn, che cái sự hổ thẹn của mình. Cho nên lấy cái ý đó mà để dạy mình cái pháp tu. Là nếu mà khi mình mặc cái quần dưới đó, khi mặc quần dưới cầu cho chúng sanh đầy đủ căn lành, biết sự hổ thẹn, phục chư thiện căn cụ túc tàm quý, đầy đủ cái sự hổ thẹn. Thở đây cũng thế, mình sở dĩ mình được cái tướng này là do mình đầy đủ cái lòng hổ thẹn, và không có đưa cái ác của người lên,
mà biết che giấu cho người. Thí dụ á, nhiều khi mình biết cái người đó ngày xưa làm lỗi, ngày xưa đã từng làm lỗi, bây giờ người đó ăn năn thôi, quên đi những cái lỗi của người đó. Mình nên, bây giờ cái người đó họ phục thiện rồi, thì mình nên nhận diện cái hiện tại của họ mà đừng nói cái quá khứ. Tại mình nhắc nhiều cái quá khứ quá không tốt. Đừng có nói chi ha, cái này Pháp Hòa nói một cái ví dụ nhỏ thôi. Thí dụ như là hai vợ chồng sống chung với nhau, thì người vợ hay người chồng nhiều khi thật tình kể một cái quá khứ tình cảm đau buồn của mình cho người vợ hay người chồng của mình biết. Người nghe xong rồi không có quên. Người kia thì thiệt tình nghĩ bây giờ mình đã thật lòng với người này, mình đang thương rồi, cho nên có những cái tình cảm đau khổ ngày xưa mình trình bày một lần, mình kể lại. Cái người kia nghe xong không quên mà cứ nhắc, mà cứ mỗi lần đụng chuyện là cứ đem cái quá khứ của người này. Cái đó không có tốt. Tại vì cái người đó đã thật lòng nói cho mình nghe những cái đau khổ của quá khứ, mà người đó bây giờ đã không muốn nói nữa, mà mình cứ khơi lên hoài, thì có nghĩa là mình làm đau cái người kia, mà đôi khi vô tình mình làm cho người kia nhớ lại những cái tình cảnh của cũ nữa. Cho nên đừng có nói những cái quá khứ. Cái quá khứ nó không có tốt, nó không có lành thì đừng nói. Mà có nhiều người thì có một cái thói quen là hãy đụng chuyện mà vợ chồng mà giận nhau là lôi hết từ quá khứ lúc mới quen cho tới chuyện gì là nói ra hết trơn. Nói như vậy cái là làm cho cái người kia họ càng tăng cái sự phẫn nộ, và họ càng thấy là cái người thương của mình không có quên, không có tốt đâu. Quý vị để ý, càng nói thì cái người kia càng sân hận. Cho nên đừng nói cái đó, mình phải ẩn cái đó đi. Và thật sự ra có ai muốn nói cái xấu của mình ra đâu, không ai cũng muốn ẩn cái đó. Thì mình muốn như vậy, người cũng muốn như vậy, thì thôi mình ẩn được cái nào cho người thì mình nên ẩn. Cái tướng 11 là thân quảng trường đẳng tướng, tức là mình tròn đầy, đầy như là cái câu ni câu đà. Ở bên Ấn Độ nó có một loại cây là cái thân của nó tròn, mà cái nhánh của nó đó cũng cái nhánh của nó đó xà xuống trở thành ra một cái rễ phụ để đỡ cái cây. Cái cây ni câu đà nó ngộ như vậy đó, mà ở bên Trung Quốc và Việt Nam mình không có cây đó. Mà cái thân nó như vậy á, mà cái trái nó, cái hột thì rất là nhỏ, nhưng mà khi mà nó đưa cái nhánh nó ra như vậy nè, thì tự nhiên cái nhánh nó xà thêm một cái rễ nữa. Không biết quý vị coi mấy cái tranh ảnh lịch sử bên Ấn Độ đó, thỉnh thoảng quý vị thấy những cây đó, quý vị nói ô cây là cây da, cây này là cây gì, nhưng mà thật sự đó, cây đó là nhiều khi ta vẽ cây ni câu đà đó. Cái cây đó nó tròn, nó nhập nhánh ra, thì khi mà nó nhánh cái nó xà xuống, nó thành một cái rễ phụ, ý nó đầy đặn như vậy đó. Thì người nào mà có được cái tướng tròn đầy như vậy là do đâu? Do cái người này thấy chúng sanh đau bệnh thì tìm cách chạy chữa, dạy người khác tu. Thân người cân xứng, nói chung là cái thân người cân xứng. Có nhiều khi thân mình không cân xứng. Thí dụ như là vai rộng thì cái vai lưng sao đó. Có nhiều khi người ta tạc một cái tượng Phật không có cân xứng. Thí dụ cái diện Phật như vậy mà cái thân nhỏ quá, hay là Đức Phật đưa tay như vậy thì cái bàn tay này nó muốn gần bằng với cái diện luôn. Tức là cái người tạc tượng không khéo. Thường tạc tượng thân phải cân xứng cũng thế. Thí dụ bây giờ cái người đó tướng cái thân tướng tay chân gì nó lùn khúc cũng không đẹp. Cho cái người mà có được cái thân tướng mà đều đặn là do cái gì? Do cái người đó có biết cái sự tu hành, khuyên người khác làm lành, chăm sóc người bệnh, tu ba nghiệp. Thân cái tướng đẹp thứ 12 đó là mao tướng, mao thượng hướng tướng, tức là lông trên mình đều nghiêng về bên phải. Thường thường mình có những cái lỗ chân lông á, những cái lỗ chân lông của mình á thì thường là nó mọc ra và nó chỉ có vậy thôi. Nhưng mà khi là đối với những cái bậc mà người ta có cái lành á, thì thường thường tóc người ta, lông tóc nó xoáy. Giống như tóc của Phật cũng xoáy về bên phải, cho quý vị thấy không? Tóc của Phật người ta vẽ đó xoắn 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 vậy nè. Có nhiều người tưởng con ốc.
Có một lần có đi giảng, người ta viết cái tờ giấy lên, ta hỏi bạch thầy tại sao mà người ta vẽ tóc của Phật ốc mọc đầy hết trơn vậy. Tại vì theo giờ có nhiều khi người ta quan niệm, người ta nghe kể mà ta nói là Phật tu khổ hạnh đến mức độ Phật ngồi 6 năm vậy nè, mà thôi chim á, thì cái tóc của Phật á, thì chim nó tưởng là cái ổ, nó lên trên đó, nó làm ổ trên đó. Rồi á, ốc, con ốc ở trong rừng trong ấy nó bò lên, nó bu riết, mà Phật cũng ngồi chịu trận vậy đó. Nói Phật tu khổ hạnh chứ. Cho nên nói trời ơi, cái đó đâu có đẹp gì đâu, vẽ chi lên trên cái hình Phật, nó không phải. Cái đó là cái tướng tốt, tướng đẹp là tóc xoắn như vậy đó. Quý vị biết không, và Phong Hòa biết có một cái bệnh, nó cái bệnh cũng không đúng. Mà thường thường á, cái người nào mà mồ hôi dầu á, thường thường á, cái mồ hôi thường là mồ hôi muối, phải không? À, cho nên cái người nào mồ hôi muối, mồ hôi mà muối á, thì mà mồ hôi nó đổ ra, mà khi nó khô rồi quý vị thấy có một lớp trắng như muối vậy đó, rồi cái mồ hôi đó gọi là mồ hôi muối. Nó có một loại mồ hôi là mồ hôi dầu. Mồ hôi dầu á, những khi mà nó cái lỗ chân lông á, thường thường trên trên người mình nó có những cái lỗ chân lông, thì cái mồ hôi dầu này nó tuôn ra, thì nó bít cái lỗ chân lông đó, làm cho cái lỗ chân lông không thông. Thì lâu ngày á, cái người đó nổi một cái mục ở trên những đầu của những lỗ chân lông đó. Từ từ có thể nó lan ra, mà nó không phải là bệnh, nó chỉ là một cái loại mồ hôi, và nó tạo cho cái người đó mọc những cái mục đó. Thì nếu mà mình đi bác sĩ á, thì bác sĩ họ cũng nói cái này á, muốn đốt thì họ đốt cho, còn không đốt thì thôi. Nhưng mà cái chuyện mà bảo đảm có hết hay không là không hết, không biết. Có thể nó hết mà cũng có thể nó tiếp tục nó lan. Bởi vì vốn trong người mình nó đã có cái chất mồ hôi đó rồi, thì nó sẽ bít những lỗ chân lông. Cũng giống như bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, có những cái lỗ dưới bếp á, mà dầu nó bốc, mình chiên thức ăn dầu nó bốc lên, thì hễ mà bốc lên thì bao nhiêu bụi á, thì nó làm sao? Nó rút vô đó hết. Xuống dưới bếp mình coi. Cho nên nhà nào cũng vậy á, thờ Phật có cái tượng Phật á, nhà mình nó đâu có thoáng, nó đâu có rộng. Cho nên mình thờ Phật ở trong nhà đó, mình nấu ăn, mình chiên xào, dầu nó bốc lên á, cái lâu ngày cái nó bám vô trong cái hình cái tượng, rồi bụi nó bám lên đó. Cho nên quý vị để ý cái những cái tượng Phật, những cái hình ở nhà coi, nó có từng lớp bụi vậy nè, thấy không? Cho nên á, là mình phải thường xuyên lau chùi những cái tượng như vậy. Đừng có để những cái tượng mà bụi bám đến mức độ là kỳ không ra, thấy không? Đó, mình tắm đây rồi còn muốn kỳ đất cho nó sạch, mà Phật mà để rồi, hỏi mà để vậy chi vậy, nó chứng tỏ tôi thờ Phật lâu năm. Cũng giống như người ta thắp hương ở nhà, người ta không dám rút chân nhang vậy đó, không có được. Mình phải làm bàn thờ cho sạch sẽ. Ở Việt Nam là cứ quan niệm á, để chân nhang cả đóng ở trong cái lư vậy đó, rồi cuối năm á, cúng ông Táo đó mới rút chân nhang ra đốt. Hỏi đốt chi vậy? Nó cho ông Táo cầm về trời trình với Ngọc Hoàng Thượng Đế là năm nay con cúng được nhiêu nhang cho Phật, chứng cho mình, để ban cái phước cho mình. Phước đâu chưa thấy, mà bữa nào thắp cây nhang mà không cẩn thận nó cháy nguyên cái lư hương đó, cháy nhà luôn đó. À, ông Ngọc Hoàng Thượng Đế nào mà đi đếm từng cái chân nhang của mình, mà thử hỏi dưới nhân gian này bao nhiêu người, rồi người nào cũng cả bịch như vậy, đếm sao nổi. Không có cái chuyện đó đâu. Cho nên lư hương trên bàn thờ là lúc nào cũng phải sạch sẽ. Thắp chừng 5-3 cây thì tệ lắm là cũng một tuần phải clean bàn thờ một lần. Đó là tệ lắm á. Ha, thôi giờ bận rộn quá thì một tuần clean up một lần. Còn tượng Phật thì nên 2 tuần hoặc 1 tháng tùy theo cái bụi. Tại ở trong nhà mình nấu xào nó không có bay đâu được hết. Nó cứ lẩn quẩn cái dầu đó nó bám lên. Ở chùa thì khác. Ở chùa là vì cái bếp nó riêng. Cho nên cái trường hợp mà dầu bám lên thân tượng rồi có bụi là hiếm. Đa số chỉ là bụi mỏng, bụi thường. Ở nhà mình mới bị nhiều. Đừng mình để kiến, để đồ trong nhà có dầu nó bám lên rồi bụi nó bám là tự nhiên nó rất là nó rít, khó chùi lắm. Rồi tại sao Phật được như vậy nữa? Không bỏ một việc lành nào. Chẳng hạn như có một lần đó, Ngài Pháp Hòa nhớ là cái vị đệ tử bị mù.
Đức Phật đi ngang thấy cái vị này cần may áo quần mà không ai xỏ kim, Đức Phật xỏ kim giùm. Cái sự kiện mà Đức Phật xỏ kim cho người đệ tử là không có từ một cái việc lành nhỏ nào. Thì cũng vậy, những cái lỗ chân lông rất là nhỏ mà nó đẹp như vậy đó là do đâu? Do mình không có từ nang một cái việc lành nhỏ nào. Rồi xong rồi quý vị biết không, trong đó có cái câu là mỗi một cái chân lông như vậy thì lông chân lông xoáy bên phải và hướng cao, tượng trưng cho người làm việc lành rồi luôn luôn hướng thượng, hướng về cái đạo quả tốt. Cái tướng thứ 13 là nhất nhất khổng mao sinh tướng, tức là mỗi mỗi sợi lông có một cái màu và tỏa ra mùi thơm. Thường thường á, mình mồ hôi mồ của mình là mồ hôi chứ không phải mồ thơm, cho mình mồ hôi của mình nó đi ra theo lỗ chân lông là do cái gì? Thứ nhất á, là do mình hấp thụ cái di truyền của cha mẹ. Bên cạnh đó là do mình ăn uống hàng ngày. Cho nên đó là lý do tại sao mà mình ăn á, thì cử ăn hành, cử ăn tỏi. Tại sao không ăn cái đó? Nó là rau mà. Đúng, nó là rau, nhưng mà bởi vì cái chất nồng ở trong đó nó nặng. Và đồng thời á, trong hành tỏi cái chất kích thích nó mạnh. Cho người tu á, thì mình muốn giảm cái vấn đề kích thích, cho nên mình không ăn cái đó. Cái thứ nữa đó, mình ăn cái đó nhiều á, nó hôi lắm. Rồi cái người mình ngồi nó tỏa ra cái mùi hôi theo những lỗ chân lông của mình thì nó kỳ, phải không? Cho nên là mình kiêng không có ăn cái đó thôi, chứ không có gì hết. Mà nói như vậy không có nghĩa là 100% không ăn. Thí dụ như lỡ trong những món ăn nào nó có, không có sao, không? Lâu lâu mình có ăn cũng sao. Hoặc là thí dụ như mình bệnh, nhức mỏi, người ta biểu mình lấy tỏi ngâm với rượu 10 ngày thì mình có thể uống được cái rượu đó, một muỗng cà phê trước khi đi ngủ, để nó dẫn máu huyết cho lưu thông, làm cho mình bớt đau nhức, không có sao hết. Nhưng mà mình biết rằng khi mình uống cái đó nhiều là bắt đầu cái hơi miệng mình nó hôi, cái mồ hôi mình nó hôi, cho nên mình là mồ hôi chứ không phải mồ thơm, phải không? Thì những cái lỗ chân lông đó nó tỏa ra cái đó. Cho nên ở trong này gọi là mỗi mỗi cái lỗ chân lông nó tỏa ra mùi thơm, là do nhờ cái tu cái gì? Nhờ rằng á, Đức Phật không từ nan cái việc lành mà đi đường mà gặp tăng phòng hay là gặp cái gì đó điều dọn. Thẳng hạn như bây giờ mình đi mình gặp cái gai hay cái miếng vỏ chai nó bể, lượm nó lên đi, để vô gốc cây hay để vô thùng rác gì đó, để cho người ta đi người ta đừng có đạp, thí dụ vậy đó. Hoặc là mình đi mình thấy cái ghế sắp không có ngay, có thể người ta một lát người ta đi người ta đụng, nên làm cho nó gọn lại. Nói chung là những cái việc gì nhỏ nhỏ trong đời sống mình làm được gì cho ai, mình nên làm. Giả dụ mình thấy một cái người đó, người ta đi qua đường mà người ta không dám đi, dắt người ta qua đường cho an toàn. Cái việc rất là nhỏ thôi. Thì nhờ như vậy cho nên từng cái lỗ chân lông nó cũng tỏa ra được cái mùi thơm. Còn mình bây giờ là đa số cái người nào mà tu dữ lắm là không hôi thôi, chứ chưa thơm. Còn mình đa số là hôi. Ngoài cái hôi ra còn có người nào mà khá lắm là không hôi. Hồi đó mà đi thị giả cho quý thầy ở trong trường hạ, trong mấy cái khóa an cư, và đặc biệt là có những vị thầy nhiều khi 2-3 ngày quý thầy không có tắm rửa nhưng mà quần áo dơ không có mùi hôi. Đó là mình biết đó, đó là cái tướng, cái phước, cái phước. Có nhiều thầy bệnh mình tới mình chăm sóc đó, nằm bệnh 2-3 ngày không có tắm rửa mà người không có hôi, quần áo không hôi. Đó là mình biết rằng người đó có một cái phước, chưa tỏa mùi thơm nhưng mà không hôi là đã quý. Còn nếu mình biết rằng người mà tỏa ra được cái mùi thơm là người đó thường tu cái pháp lành và gặp những cái gì bẩn thỉu người ta dọn. Thí dụ bây giờ quý vị đi vô những cái washroom public cũng vậy, thấy dơ cái sink lấy nước lau chùi rửa đi, đừng có nghĩ cái này lát có mấy người làm. Không, mình cứ làm. Pháp Hòa là luôn luôn làm cái chuyện đó. Có nhiều khi mình bước vô cái vệ sinh ở phi trường, cái người đi trước không dội cầu cũng gì hết trơn,
là mình đã thấy khó chịu, mình bước vô mình khó chịu rồi. Thấy không? Thì mình nhấn nước, mình dội cầu xong rồi xé giấy và lau, rồi mình mới dùng. Rồi sau khi trước khi mình ra khỏi chỗ đó thì mình cũng clean up lại. Hay thấy những cái những miếng giấy mà người ta xé, người ta dục ở trên đó, mình làm cho nó gọn cũng là một cái tốt. Tại vì để cho cái người sau người ta bước vào, người ta không có nhóm g, người ta không có gớm ghê, thì cũng là cái phước. Có nhiều người khạc nhổ ở trong sinh mà không có rửa, mình thấy khó chịu, mình bước vô mình dùng cái sinh là mình không không thoải mái, thì mình phải chùi rửa. Tức là những cái gì bẩn thỉu nhỏ nhất làm được cứ làm. Chẳng hạn mình vô chùa cũng vậy, nhất là ở trong chùa, mình thấy những cái dơ gì ở trong chùa mà trong khả năng của mình làm được nên làm. Đừng có nghĩ rằng để nó điên, lát có chú kia chú hút bụi, anh nọ sắp dép và chị kia lau bàn. Mình làm được là mình cứ làm. Chờ Pháp Hòa là thập cái hạnh là mình thấy được cái việc gì mình làm, mình cứ làm. Chẳng hạn như ăn cơm rồi đứng dậy, Pháp Hòa vẫn có thể để đó cho các chú dọn cũng được, mà không. Thường mà đứng dậy mà mọi người ra đứng dậy mà dọn dẹp thì Pháp Hòa thay vì đi tay không vô bếp, thì tại sao mình không cầm một cái chén dơ hay một vài dĩa thức ăn dư vậy nó phụ vô trong bếp. Mình cũng đi vô trong đó mà, thì sẵn mình làm luôn. Đó, thì cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy thôi cũng đều là tạo cái phước. Mà cái chữ thơm này là sao? Thơm này có nghĩa là luôn luôn mình tạo ra được những cái hạnh lành. Những cái hạnh lành mà ai cũng cảm nhận được cái điều đó. Chẳng hạn như một nụ cười, nó cũng làm cho người ta dễ chịu. Người ta chào mình mà mình có cái đối đáp lại cũng làm cho người ta dễ chịu. Mà khó chịu nhất á, là người ta chào mình, thí dụ mình chào người ta mà người ta không trả lời vậy đó, tự nhiên mình thấy nó làm sao đâu á. Trong một ngôi nhà với nhau mà tự nhiên nói không thèm trả lời, thà là nói đi, mình giận, mình tức, mình gì đó, mình cứ nói ra mà người ta dễ chịu hơn là mình đang muốn cái gì. Cho nên thì thường thường ở trong nhà, một nụ cười, một cái chào nó vẫn thoải mái hơn. Có nhiều người rất là hay, hai vợ chồng giận vậy đó, nhưng mà hãy khách bước vô đó, là người vợ lúc nào cũng vui vẻ chào hỏi người khách, không bao giờ biểu lộ là hai vợ chồng đang có việc. Cái đó mới là hay, để cho người ta thấy rằng trong gia đình của mình cái gì là chuyện của gia đình mình. Còn khách bước tới, mình đừng làm cho người khách khó chịu. Khách tới nhà mà mình tỏ cái thái độ đó thì tự nhiên người khách cũng cảm thấy áy náy quá, bây giờ đi ra về liền thì kỳ, mà ở lại thì ở không nổi, khó chịu vô cùng. Cho mình đặt trường hợp mình là một người khách thì mình cũng sẽ là như vậy. Mà người vợ như vậy đó, Đức Phật gọi là gì biết không? Người vợ biết khôn, tức là không bao giờ làm mất mặt người chồng, biết hành xử để cho người chồng kính trọng mình. Quý vị nghe lại cái bài kinh bảy loại vợ, Đức Phật có dạy bảy loại vợ. Vợ như là kẻ cướp, vợ như là chị, vợ như là mẹ, vợ như là bạn, thí dụ vậy. Thì Đức Phật dạy rất kỹ. Và ngược lại, nói bảy loại vợ chứ nó cũng có nghĩa là bảy loại chồng. Nói vậy rồi không có nghĩa là vợ phải kiểu này kiểu này kiểu này, còn mấy ông thì một kiểu thôi. Không phải vậy. Phật dạy như vậy, nhưng mà mình phải hiểu rằng vợ cũng ứng xử như vậy, mà chồng cũng ứng xử như vậy. Mình học tướng ra là mình nghĩ kim sắc tướng, tức là thân sắc vàng. Thường thường mình hay khen Phật, thấy không? Thí dụ Phật khen Phật Di Đà coi, A Di Đà Phật thân kim sắc. Hay là mình khen Đức Phật, thân Phật thanh tịnh như lưu ly, trí Phật rạng ngời như trăng sáng. Tức là mình hay khen thân sắc vàng của Phật. Cái chữ sắc vàng này cũng giống như nãy cánh tay sắc vàng vậy đó. Thân sắc vàng là sao? Có nghĩa là tướng của Phật á, cũng bình thường thôi, nhưng mà tự nhiên mình nhìn vô á, mình cảm nhận được một cái gì nó sáng sủa ở nơi Phật. Cũng giống như một cái người mà hôm đó họ tươi tỉnh, mình nói sao trời ơi sao bữa nay mặt mày sáng sủa vậy. Còn người nào mà không quen nói sao bữa nay sao nhìn tối om vậy. Tại sao sáng sủa? Là vì nội tâm. Thành thử ra ở đây tại sao được như vậy? Là người đó đó đem thức ăn cho người, có cho người thức ăn và không có sinh lòng giận dữ, nhìn chúng sanh bằng con mắt từ bi. Thường thường mình giận người nào á thì sao? Mình thấy nguýt, mình lộ lẽ ra.
quý vị đọc cái cuốn gọi là Nhân Tướng Học, ở trong đó người ta nói nội con mắt người ta cũng nhìn nha. Người mắt lộ là cái tánh tình sao nha, người mắt sâu kín là sao. Có nhiều khi mắt thân nó không đều, cái diện mạo vậy mà mắt nhỏ, thì cái con mắt nhỏ đó mà nói chuyện hay nhíu mày rồi liếc liếc vậy, nó định nghĩa cái người đó tướng như thế nào nữa. Thí dụ vậy, thở đây á, đạo Phật á, thì cái tu của mình là gì? Lấy con mắt từ bi mà nhìn tất cả mọi người, tức là mình lấy lòng thương mình nhìn người, đừng nhìn người nào với cặp mắt ghét hết. Tại vì mình ghét người ta có dễ ghét hơn không á? Là không có. Nhưng mà chính mình nhìn rất là xấu, là vì con mắt của mình nó đã biểu lộ một cái sự giận tức, ghét bỏ cái người kia. Bây giờ Pháp Hòa nói coi cái tướng nó thấy ghét không, thì cái người kia cũng chẳng thấy ghét thêm, không? Nhưng mà ở diện mạo mình là thấy ghét rồi. Cho quý vị để ý xem phim coi cái người nào mình coi ngoài này mình ghét ơi là ghét, là tại vì sao? Nó đóng lột, nó lột, tại vì nó diễn tả cái vai đúng quá đó. Cái người mà xấu, cái người ấy cái họ vẽ cái bộ râu sao râu cái chép biểu lộ cái tướng gian, thí dụ vậy đó. Còn cười mà hí hí mà rút người lại mà cái cười nham hiểm, cười nó cũng có nhiều cách cười lắm nha. Thí dụ vậy đó. Thì ở đây cũng vậy, cái người thân sắc vàng là do không có sinh lòng giận dữ. Mình giận tức hoài thì tự nhiên cái thân tướng mình nó cũng xấu đi. Đó là mình nói nếu mà may mắn ở đời này được làm người thân tướng bình thường á, chứ nếu mà cái quả mình mà nó sâu sắc, nó nặng nề hơn là thành Atula. Atula là cái loài mà sân hận dữ lắm, nói chuyện chút là đánh đập với nhau à. Không? Cho nên mình tập á, cái người nào mà dễ giận đó nên tập cái này, bớt cái sự dễ giận của mình. Hở chút giận, hở chút là nổi nóng, mà nổi nóng thường là không tốt. Không, cứ sôi kiểu đó hoài nó dễ hư máy lắm. Quý vị để ý coi cái bình nước mà cứ lợi nhấn hoài, lát cái nhấn cho nó sôi, lát cái nhấn nó sôi thì sao? Dễ hư bình lắm, giống như đèn vậy đó, cứ tắt mở hoài lát nó hư bóng. Không? Nó không hao điện bao nhiêu mà thấy cái chỗ đó thường dùng thôi cứ mở. Còn cứ tắt mở tắt giống như máy móc có gì cũng vậy. Giống như mình có một cái hệ thống system là cái gì, cái hệ thống microphone, đừng có tắt ngay cái nút chính của nó. Mình câu điện mình tắt cái nút phụ, để nó cái nút nó không có thường dùng thì nó không có, nó lâu hơn. Cũng như vậy, mình mà nhiều khi mình cứ lên xuống hoài thì không có hay. Thì thôi hôm nay mình học trước 14 tướng. Thì Pháp Hòa cũng xin thưa lại với đại chúng là những cái tướng này không phải tự nhiên mà có. Mà quý vị nghe nãy giờ thì chúng ta thấy rằng đều là do cái sự tu học mà ra hết. Thì thôi không cần nói chi cái chuyện tu học cao xa. Nội cái nhân tướng bình thường mình nhìn mình cũng có thể đoán được. Mình sống trong đời mình tiếp xúc người riết đó nha, mình cũng có cái kinh nghiệm nhìn người. Cái người đã bước vô mà nói chuyện với mình hồi là mình có thể đoán được người này ít nhiều cái tánh tình như thế nào, qua cái cặp mắt, qua cái cử chỉ, qua cái hành động, thậm chí cái tiếng cười. Cho hồi xưa đó người ta kỹ, người ta hay để ý, mà thậm chí có những vị thầy mà ta kỹ, đệ tử mà vô sinh xuất gia đó, ta cũng kêu đi tới lui cho coi cái tướng tu được không. Hồi đó mà ta tuyển chọn phi tần cũng vậy, cũng phải coi cái tướng. Mà những người mẹ chồng mà muốn kiếm dâu ta cũng coi cái tướng. Thí dụ đó là kỹ của người xưa. Nhờ đây á, tinh thần của nhà Phật thì không nói cái tướng, đã nói là tất cả là vô tướng mà, phải không? Phật cũng vô tướng mà, Phật cũng xác định rồi. Nếu mà người nào nhìn Như Lai qua 32 hình tướng thì không đúng đâu. Phật hỏi ngài Tu Bồ Đề á, có thể nào nhìn Như Lai qua 32 tướng không? Nói dạ. Thì Đức Phật nói liền, như vậy thì Chuyển Luân Thánh Vương cũng có thể là Như Lai. Tại vì trong kinh nói rằng Chuyển Luân Thánh Vương cũng có 32 tướng giống Phật. Chỉ có hai loại người được, một là Phật, hai là Chuyển Luân Thánh Vương. Mà nếu mình xác định rằng Phật có 30, Như Lai là người có 32 tướng, thì Chuyển Luân Thánh Vương cũng có thể là Như Lai. Ở trong kinh Kim Cang nói như vậy thì xác định chúng ta không thể lấy tướng mà nhìn Như Lai như vậy được. Nhưng ở trên phương tiện độ người thì lấy cái tướng để hiển cái pháp tu. Nó được cái này thì phải do tu cái này. Chỉ nói
thì đặt trên vấn đề nhân quả để mình tu nhiều hơn, mượn cái tướng để mà nói cái pháp tu. Mà mình nghe hoài nói Phật có 32 tướng tốt, thì thế nào là 32 tướng tốt? Thì hôm nay mình được học tới 14 tướng rồi, ngày mai mình nói thêm mười mấy tướng nữa để cho hoàn tất cái buổi học này. Và xin chúc đại chúng ngủ ngon. Và ngày chiều nay quý vị có khỏe không? Kính thưa đại chúng, khi mà quý thầy đi xuất gia đó, thì khi mà đủ 20 tuổi và 5 năm tu học làm một vị sa di, thì học hiểu những cái căn bản giới luật, thì vị sa di đó được thọ giới tỳ kheo. Thì giới tỳ kheo gồm có 250 giới, mà trong đó có 100 giới nói về cái oai nghi của một vị đi xuất gia. Bình ni thì nhiều hơn, bình ni tới 348 giới, bình tăng thì có 250 giới, mà trong đó có 100 giới thuộc về cái oai nghi đi đứng nằm ngồi của mình. Thí dụ như một vị tỳ kheo á, là không có vừa đi vừa nhảy, đi mà cả hất vậy đó, là một tính một giới. Một vị tỳ kheo thì không có vừa đi mà vừa đánh cái tay đằng xa, thí dụ vậy. Thành thử ra mình mới biết là ở trong nhà Phật á, tuy rằng nói cái tánh, tu là tu tâm, tu tánh, nhưng mà cũng trọng cái tướng. Tại sao? Tại vì cái tướng á, nó là một cái biểu hiện ở bên ngoài, mà cái tướng đó nó biểu thị cái nội tâm. Thật là cái người mà cái tâm như thế nào thì nó hiện lên cái tướng, phải không? Thành thử người ta mới nói đó, hữu tâm hữu tướng, mà có cái tâm mới hiện lên cái tướng. Thí dụ cái mình giận quá thì mình cũng biểu lộ ra cái tướng giận. Mình ghét ai mình cũng biểu lộ ra cái tướng ghét. Mình thương ai nó cũng nhìn nó biểu lộ được, phải không? Cho nên thường thường người ta muốn nhìn để biết mình có đang thương người ta, đang ghét người ta thế nào, người ta hay nhìn cặp mắt. Cặp mắt là biểu lộ cửa sổ của tâm hồn. Người như thế nào thì nó biểu lộ ra cái cặp mắt. Cho nên á, nếu mình học, hôm nay mình tiếp tục học về 32 tướng của Phật, thì mình sẽ không có khỏi có thắc mắc tại sao đạo Phật nói là vô tướng. Thậm chí trong kinh Kim Cang còn nói rằng á, người nào mà nhìn Như Lai qua những cái sắc tướng âm thanh thì người đó không phải là người hiểu đạo và có thể tu đạo. Mà tại sao lại nói Như Lai có 32 tướng? Dĩ nhiên á, là mình có cái tướng nhưng mà không có chấp. Ai cũng có cái tướng, nhưng mà bây giờ mình muốn biểu lộ cái, bởi vì cái tướng nhiều khi sao, cái tướng đó đó nó cũng là một cái gì hay, nó dẫn người ta đi vào đạo. Có lần mà nhớ là có lần Đức Phật hỏi Ngài A Nan tại sao Ngài A Nan đi tu, thì thay như người ta, ta nói dạ tại con muốn phổ độ chúng sanh, muốn lợi tha này. Ngài A Nan trả lời rất thật, dạ tại vì con thấy tướng của Phật đẹp quá con đi tu. Ngài A Nan trả lời rất thật như vậy. Đấy, hồi đó ở Việt Nam quý thầy cũng kể với bà nghe đó, có những vị thầy là một vị giảng sư nhưng mà không có tướng, tướng rất là xấu. Mà người ta nói là ở dưới miền quê mà nghe một vị giảng sư trên thành phố xuống là họ expect, họ nghĩ rằng cái vị giảng sư đó phải là cao ráo, trắng trẻo, đẹp đẽ. Thành thử ra có một bữa nọ có một thầy giảng sư, thầy nhỏ người mà thầy xấu đen, thầy lang thang, thầy cầm cái túi xuống thì mấy người không tiếp, nghĩ rằng đó là chú tiểu của vị giảng sư, cho nên mới không có xem thường cái vị đó. Nhưng mà cuối cùng cái tới hồi về giảng sư đâu thì mới biết, tới hồi thỉnh giảng sư lên ai ngồi dưới cũng té ngửa, thì ra vị giảng sư mà nãy giờ mình coi thường, mình xem như một chú tiểu đó. Thì nhiều khi người ta thị hiện cái tướng. Trong nhà Phật còn có một cái danh từ là thị hiện, giống như Ngài Hàng Sơn Thập Đắc ở bên Trung Quốc vậy đó, phải không? Thị hiện thôi. Thị hiện là gì? Tức là các ngài hiện lên một cái tướng nào đó mà mình thấy xấu. Nhiều khi mình thấy xấu vậy để chi biết không? Để mình tránh, mình đừng làm.
Cho nên trong nhà Phật các vị Bồ Tát thường có Bồ Tát Thuận, Bồ Tát Nghịch. Bồ Tát Thuận là lúc nào cũng đoan nghiêm, đẹp đẽ để mình nhìn mình học theo. Nhưng mà các vị Bồ Tát Thuận là người ta sống giống như mình nhìn người ta không có tu vậy đó. Ông đó mà tu cái gì, cái tướng ông đó vậy mà tu cái gì. Nhưng mà nhiều khi người ta biểu lộ cái tướng vậy để cho mình thấy dở, không có hay thì đừng có học. Tại là nhiều khi ở trong chúng của mình á, trong đại chúng tu học của mình á, nhiều vị người ta Bồ Tát mình cũng đâu biết. Hay nhưng mà cho nên mình nhìn theo cái tướng tốt không á, cũng đôi khi mình lầm. Nhưng hôm nay á, thì mình nói về cái tướng tốt. Nhưng mà cái tướng tốt này á, không phải tự nhiên mà có, mà phải do mình huân tu mới có được, do mình tu tập mới có. Thì Pháp Hòa dùng cái từ là dùng cái tướng để hiển cái pháp tu. Tại vì người ta thấy quý vị đọc trong kinh á, nhiều khi thấy có một vị tỳ kheo thấy Đức Phật có sắc tướng như vậy, hỏi bạch Đức Thế Tôn, ngài tu hạnh gì, lập nguyện gì mà nay được cái phước báo tướng đẹp như thế. Quý vị nhớ không? Thỉnh thoảng đọc trong kinh thì mình sẽ thấy có những vị người ta thấy được cái đạo tướng, hảo tướng. Ở trong nhà Phật á, thì mình hay dùng cái từ là hảo tướng. Chữ hảo là đẹp, tướng là cái tướng tá bên ngoài. Thí dụ như mình nhìn gương mặt của Phật đẹp á, thì cái danh từ mà nhẹ nhàng nhất mình nói đó, mình đừng có nói trời ơi cái tượng Phật này cái mặt đẹp ghê ha, mà cái từ mình nhẹ nhàng mình dùng cho trang nghiêm với Đức Phật á, thì mình nói là diện. Cái diện của Phật, bởi vì cái diện là tiếng Hán, cái diện nghĩa là cái mặt. Nhưng mà tại vì tiếng Việt Nam mình á, ai mà mình bực mình nó coi cái mặt đó kìa, không người nào mình không thích thì mình coi cái mặt nó thấy ghét không. À, thành thử ra bây giờ mà đối với Đức cái tượng Phật của mình á, cái mặt Phật thì nghe nó không có nhẹ. Cho nên thường mình dùng cái từ là, thí dụ mình nhìn cái tượng Phật nào đẹp thì mình muốn khen tượng Phật đẹp á, thì mình nói diện của Phật nhìn trang nghiêm, diện của Phật nhìn hiền lành, thí dụ vậy. Chứ mình đừng nói cái mặt Phật. Thật một cái từ thôi, nó cũng là một cái từ, diện cũng là mặt thôi. Nhưng mà khi mình tiếng Việt mình thường nói theo cái nghĩa thô, thì mình tìm một cái từ khác mình dùng để cho cái nó nhẹ. Đó. Hồi xưa có một cái chú tiểu, chú đi ra đường, là đang đi vậy thì người ta nghi ngờ chú ăn cắp ăn trộm gì đó, cái người ta chụp chú lại, người ta điều tra hết buổi, điều tra ra thấy chú không có phạm tội gì hết, người ta thả chú về. Chú về tới nhà thì chú mới thưa với thầy, nói hôm nay lý do con về trễ là tại vì người ta nghi con ăn cắp, mà người ta điều tra một hồi cả ngày rồi người ta mới biết con không có ăn cắp, người ta mới thả con. Chú nói xong chú mếu máo, thì chú nghĩ rằng sư phụ sẽ thương mình, thật thà bị người ta nghi ngờ. Chú nói xong cái thầy nói con nói xong rồi con leo lên giường con nằm cho thầy đập con thêm một trận nữa. Chú mới nói sao kỳ vậy, con không phạm tội mà sao thầy đánh con. Nó thầy không phải đánh cái tội ăn cắp của con, mà thầy đánh cái bộ gió ăn cắp của con. Tại sao giữa 100.000 người mà ta không nghi, mà ta nghi con, phải không? Như vậy con cũng phải có cái bộ gió. cái tướng con hành xử làm sao đó. Những câu chuyện như vậy là để nói nhiều khi người ta nghĩ về mình, đôi khi cái tướng của mình, cái kiểu cách của mình, đôi khi mình không có cái ý đó, nhưng mà cái cách mình hành xử người ta lầm, cái cách mình nói người ta hiểu bậy. Cho nên là hồi xưa các vị thầy, các vị hòa thượng, các vị sư trưởng lớn thì hay răn nhắc các thầy phải đoan nghiêm cái tướng, để không có để cho người ta quánh giá cái tướng của mình. Thì ở đây á, mình học cái tướng, học cái 32 tướng của Phật, để mình hiểu rằng á, Đức Phật á, sở dĩ ngày nay ngài được cái phước có cái hảo tướng như vậy không phải tự nhiên mà được, mà ngài cũng khổ tu, ngài cũng thực tập rất nhiều để ngài mới được. Thì ngày hôm qua mình nói tới cái tướng thứ 14 rồi, bây giờ mình tiếp tục mình học cái tướng thứ 15, tức là đại quang tướng. Tức là khi mà Đức Phật đi đứng nằm ngồi, lúc nào thân tướng của ngài cũng tỏa ra ánh sáng. Cái tỏa ra ánh sáng này á, không có nghĩa là mình thấy giống như điện mà nó sẹt ra, nhưng mà tự nhiên mình nhìn cái người đó có một cái phong quang sáng sủa,
Có nhiều người khi mà nhiều lúc mình gặp một cái người nói: cha, hôm nay thấy mặt mày sáng sủa quá ha, tướng tá ngon lành, phải không? Thì bây giờ cái tướng đó là do phước gì? Cái phước là Phật thường hay giúp đỡ người khác khi người ta cần những cái thứ gì người ta dùng, hoặc là phát tâm bồ đề tu vô lượng hạnh nguyện vượt tất cả những chướng ngại. Thường thường mình tu á, là mình phải phát tâm bồ đề. Mình không có phát tâm bồ đề á, mình tu không có vững. Giống như hồi sáng này quý Phật tử quy y á, Pháp Hòa cũng nói quý vị hôm nay phát nguyện quy y. Tại thường thường á, mình phải dõng mảnh mình mới dám quy y đó. Chứ còn người nào mà chưa quy y là tại sao còn xìu xìu ảnh ảnh, sợ là phạm, sợ mình quy y rồi mình mất tự do, quy y rồi mình không ra, mình không được làm này làm kia, mình tội. Mà chính như vậy có nghĩa là tâm mình chưa có vững. Mình quy y rồi á, nó có cái lợi. Thí dụ hồi trưa có vài ví dụ đó, mình muốn làm cái gì rồi, mình muốn làm cái gì cái mình nhớ trực lại, à mình Phật tử rồi, mình phải thúc liễm mình lại một chút. Cũng giống như là cái người đó có vợ rồi, có cái đám cưới đàng hoàng, bây giờ bá quan văn võ ai cũng biết mình có gia đình rồi, cái tự nhiên muốn làm cái gì sai cũng phải nghĩ lại. Thở đây cũng vậy, cái lễ quy y là quy y Phật, ta nguyện nương về với Phật, nương về với lời dạy của Phật, nương về với những bậc tu hành. Thì cái đó gọi là tam quy, tam quy y đó, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Mà khi mình quy y như vậy rồi thì mình chính thức trở thành một Phật tử, thì tự nhiên nó có một cái khuôn để cho mình đi vào. Cho nên cái lợi ích của sự quy y là gì? Tức là làm cho người Phật tử bắt đầu bước vào một cái khuôn khổ, thúc liễm thân tâm của mình để cho mình trở thành thánh thiện hơn. Còn nếu mình không, mình sợ quy y, mình nói thôi quy y rồi mình mất tự do, thì không lẽ mình muốn làm phàm phu hoài à? Mình tu mình muốn mãi mãi đời đời mình làm phàm phu sao? Một khi mình hiểu đạo thì mình muốn làm thánh chứ. Bây giờ mình đang là hiền, hiền là người mong mỏi được làm thánh, cho kêu hiền thánh đó. Thấy không? Thánh là những người đã thành tựu, còn hiền là những người mong mỏi như vậy. Cho cái người hiền thì phải bước vào dòng thánh, mà muốn bước vào dòng thánh phải tập cái gương hiền. Thành thử ra bây giờ đó, mình biết mình tốt giống như con mình vậy đó, không lẽ mình muốn con mình đó ăn học không tới nơi tới chốn sao? Mình muốn con mình ăn học tới nơi tới chốn, mình muốn con mình là trở thành những người có công danh sự nghiệp, thì mình là người Phật tử cũng vậy. Không thể chỉ là phàm phu mãi mãi, mà mình phải là những người bước lên những cái bước cao xa. Và bước cao xa là cái bước đầu tiên căn bản là gì? Phải phát cái nguyện dõng mãnh quy y Tam Bảo, và đồng thời thọ trì năm giới. Bây giờ trong năm giới mình tu chưa được giới nào thì mình giữ cái giới nào mình có thể. Mà nhờ như vậy nó là cái thềm thang, nó dẫn cho mình đi cao xa hơn. Cho nên quý vị đừng sợ quy y, cũng đừng sợ giữ giới. Tại vì có quy y, có giữ giới thì bắt đầu mình mới thúc liễm thân tâm mình trở lại. Cũng giống như mình đi ra đường, mình hay có cái tánh ăn thua đủ, trả giá mắc rẻ kèo này với cái người bán. Nhưng mà nếu mặc bộ đồ vặt hò vô rồi, mặc đồ ở chùa vô rồi, không lẽ đi ra chợ rồi chống tay rồi trả giá mắc rẻ với người ta, thì cái bộ đồ đó nó giúp cho người mình trở lại hiền lành hơn. Không lẽ mình mặc cái bộ đồ đó mình kèo này giá cả với người ta, mình mới vừa xoay lưng đi người ta mới nói sao? Cái bà đó ăn mặc thì chùa chiền, nhìn có vẻ hiền lành lắm, mà một sen có không lỗi, phải không? Thì nhờ mình ăn mặc cái bộ đồ đó, cái tự nhiên mình cũng bớt cái tánh mà kèo này với người khác. Cho nên quý vị thấy không, từ một cái áo, một cái tướng nó rất là quan trọng. Cho bây giờ trở lại á, mình tu á, cái tướng rồi, bây giờ mình muốn được cái tướng mà ánh sáng đó thì cái tâm mình phải vững, tức chấp nhận những cái trong gai. Hồi sáng này á, Pháp Hòa có nói chuyện với một nhóm người Mỹ đó, thì Pháp Hòa có đưa một cái ví dụ. Pháp Hòa nói là ở cách đây 2 tuần, 3 tuần tôi có hướng dẫn một khóa tu ở trên tu viện Tây Thiên. Thì quý vị biết không, cái ngày 8 tháng 4 là 6, 7, 8 là cái khóa tu đó, thì sáng hôm đó là ngày thứ 5, một cái trận bão tuyết heavy snow rất là lớn, cây cối bị gãy và tuyết rất là nhiều. Thì chiều lại, hôm sau lại thì tuyết nó tan, cho nên cái đường ở phía trước cửa thiền đường của tu viện rất là sình.
mà phía trước ngay cửa thì được tráng xi măng rất là sạch, cho nên mình đi ra đó thì mình đi thoải mái lắm. Nhưng mà khi bước ra tới cái đống sình ở ngoài đó rồi á, thì bắt đầu mình cúi xuống, mình xăn quần lên, mình vén áo lên, mình bước đi những bước rất là cẩn thận. Thì Pháp Hòa nói cuộc đời, khi tôi đi như vậy thì tự nhiên tôi nghiệm lại cái cuộc đời. Nếu cuộc đời của ta mà cứ bằng phẳng hoài á, thì có lẽ mình đi mình cứ ngước trên trời mà không bao giờ mình chịu nhìn xuống. Nhưng khi ở dưới chân mình là những vũng sình á, thì mình làm gì? Mình phải biết nhìn xuống, biết vén áo lên, biết xăn quần lên để đi không có dính sình, và biết tìm chọn những cái góc cạnh nào đi cho nó không có quá dơ. Cũng thế, những chông gai, những thất bại của cuộc đời, nó một ít nhất cũng một lần, nó giúp chúng ta, nó tự nó nói với mình phải nhìn xuống ngó lại. Thường thường mình đi mà chỗ nào mà trơn tru mịn láng mình đi làm sao? Đi mình ngước trên trời không, không bao giờ mình chịu nhìn xuống. Nhưng mà có những lúc sình bùng ở dưới thì lập tức mình phải làm sao? Phải ngó xuống. Nó tự nhiên vậy thôi. Cái phản ứng tự nhiên là chỗ nào có sình có bùng là tự nhiên mình phải nhìn xuống, vén áo vén quần lên mà đi. Cũng như thế, có những cái chướng ngại, những cái chông gai, nó sẽ giúp cho mình biết nhìn xuống, biết tìm những cái đường đi nào cho nó tốt. Cho nên cuộc đời mình tu mà mình cứ thuận chiều hoài đôi khi cũng là một cái trở ngại. Vì vậy mà 10 điều tâm niệm Đức Phật dạy đó, ở đời làm việc đừng bao giờ thuận theo ý mình hết, đừng có cầu như vậy. Tại vì nếu mà thuận theo ý mình hết thì lòng kiêu sa thường nổi dậy, cho nên thỉnh thoảng có những chông gai, có những chướng ngại. Khi mà Pháp Hòa có những cái khó khăn đó, thì Pháp Hòa hay nhớ đến một vị hòa thượng cận đại thời của chúng ta, đó là Lão Hư Vân Hòa Thượng. Ngài sống bên Trung Quốc đó. Ngài thọ tới 120 tuổi. Mà quý vị biết không, cuộc đời của Ngài là cả một cái sự chông gai. Và Ngài hay nói Phật Bồ Tát tu hành thành tựu được cũng rất nhiều những chông gai, những chướng ngại. Cuộc đời của Ngài cũng rất chông gai và chướng ngại, mà cứ mỗi một lần như vậy á, thì Ngài nói rằng nghiệp chướng của Ngài. Cứ mỗi một lần mà chông gai nó đến thì Ngài mà lại nói với Ngài rằng đây là những cái nghiệp chướng mà Ngài đã tạo, bây giờ Ngài phải trả. Quý vị đọc cuốn sử của Ngài, Ngài bị đập, bị đánh đủ kiểu hết, mà Ngài đã vượt được, mà Ngài có tuổi thọ tới 120 tuổi. Ngài mất năm 1959. Mà cuộc đời của Ngài á, đi đến đâu á, là xây chùa, sửa chùa. Đọc trong sử là thấy cái hạnh tu của Ngài, ngoài chuyện thuyết pháp giảng kinh á, Ngài có một cái đặc biệt là chùa nào hư là Ngài sửa. Dù cái chùa đó không phải là Ngài tạo dựng, nhưng mà Ngài đến nơi nào Ngài thấy ngôi chùa đó hư sụp thì Ngài phát cái nguyện, Ngài ở lại, Ngài vận động, Ngài tu sửa cái chùa đó, đến khi nào hoàn tất Ngài mới đi. Bây giờ qua Trung Quốc á, đi vòng vòng, thỉnh thoảng có những cái chùa còn lập một cái nơi để thờ Ngài, thì hỏi ra mới biết là Ngài đã từng dừng chân lại tu sửa cái ngôi chùa đó. Ta thọ ơn Ngài, ta nhớ cái ơn ta lập bằng thờ ta, ta thờ Ngài. Thì ở đây cũng vậy, tu vô lượng hạnh nguyện vượt những cái chướng ngại. Cho nên khi mình vượt được những cái chướng ngại rồi á, thì cái ánh sáng mà thành tựu của mình nó tỏa ra. Cho nên Đức Phật độ một cái tướng phước, đó là ánh sáng tỏa nơi thân của Ngài. Cái tướng thứ 16 á, là tế bạc bì tướng, tức là lớp da mịn màng. Chữ bì là gì? Giá. Bì là giá. Bây giờ mình hay ăn cái món bì đó. Pháp Hòa nói đùa với quý Phật tử á, có nhiều khi Phật tử hay nói rằng á, anh đó là đệ tử ruột, còn con là đệ tử da. Hay nói vậy đó. Pháp Hòa trả lời lại và nói dạ không sao, ruột thì phá lấu, da thì làm bì. Cho nên đừng có phân biệt đệ tử ruột, đệ tử da. Đệ tử nào cũng có cái chỗ đặc biệt của đệ tử đó. Không, ruột thì phá lấu, da thì làm bì. Chữ bì nghĩa là da. Thì Đức Phật có một làn da mịn màng, không có dính bụi. Do đâu mà được? Thứ nhất là do Ngài thường cho người ta những cái sinh y cụ, tức là cho những cái dụng cụ cho sự sống. Thí dụ như là phòng ốc, nhà cửa,
cho người ta những cái vật dụng trong đời sống hàng ngày. Bây giờ mình hay tổ chức làm những việc từ thiện như vậy đó. Ví dụ như mình thấy người cái nhà đó người ta cần chén bát, mình mua chén bát mình tặng, thí dụ vậy. Người ta cần những cái vật dụng mình cho mình. Và đồng thời á, mình phải xa lìa cái người ác, gần gũi cái người trí. Như là sáng Hòa nói vậy đó. Tại sao mà Phật, hồi đó Phật có ví dụ như thế này. Phật bảo một thầy á, đi vào trong cái làng, đi ngang một cái thôn xóm chuyên môn cá. Thì Phật mới nói rằng thầy đi vô trong đó ngày, thầy mới lấy cái tay á, thầy bóp vô một con cá, xong rồi thầy bước ra. Thì ngửi cái tay thì sao? Nó có cái mùi tanh. À, mà đi vô một cái làng mà làm hương á, mà cái tay mình đụng vô cái bột hương á, thì bước ra cái tay mình nó cũng có cái mùi, cái mùi thơm của hương. Thì Đức Phật nói cũng như vậy. Mình gần những cái người mà họ có nhiều những cái tánh xấu, những cái tật xấu á, đôi khi mình chưa độ được họ, nhưng mà vô tình họ độ mình mất đất rồi. Thấy không? Cho nên những cái Phật dạy á, những cái nơi nào, người nào mà xấu thì mình, mà trong gọi là xấu ác đó, mình nên xa. Trên cái chữ chùa đó, cái chữ chùa được định nghĩa là gì? À, tịnh địa, hay là thân cận thiện, vĩnh ly ác xứ, thân cận thiện xứ. Chứ cái chữ chùa ta định nghĩa vậy đó. Chùa nghĩa là gì? Chùa là cái nơi gần cái điều lành, xa cái điều dữ. Quý vị thấy không? Mình vô trong chùa với nhau thì mình vui vẻ, mình hoan hỷ đón chào với nhau, mà không dùng những cái lời nói là gây những cái sự hiềm khích với nhau. Như vậy mới đúng nghĩa là cái chùa. Mà người Phật tử như vậy mới đúng là cái người Phật tử. Còn Phật tử với nhau mà vô mà nói móc, nói méo với nhau, nói xuyên xỏ với nhau là không tốt. Mà cái đó mình nên bỏ. Nếu mình lỡ có cái tánh vậy thì ở đâu đó, chứ còn nhất định không nên làm cái việc đó ở trong chùa. Và làm như vậy thì không có đúng cái nghĩa là đi chùa. Mình đi chùa là gì? Là gần cái thiện, xa cái xấu. Cho nên á, tại sao đời này á, con người mình á, bây giờ kiếp này nè, phần lớn con người muốn đẹp cái thì phải sao? Sức kem dưỡng da, phải làm này làm kia. Nhưng mà nếu chỉ cần á, mình tu được những cái hạnh á, à, cái hạnh là mình đừng có làm những cái điều xấu, đừng nói cái những cái điều xấu, thì cái làn da của mình, làn da là tượng trưng gì? Tượng trưng cái lớp vỏ bên ngoài. Mà cái lớp vỏ đó, nó bên ngoài nó đẹp là nhờ cái nội tâm nó đẹp. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đi. Hôm nào mà trong bụng mình, trong cơ thể mình nó nóng quá đó, thì nó biểu lộ ra cái gì? Nó nổi mụn, nó không đẹp, nó mất đẹp đi. Thì vậy thì trong bụng mình, cái chất dầu, cái chất mà, những cái chất mà nóng thì nó hiện ra. Cũng giống như bây giờ mình bị nhiễm trùng thì tự nhiên mà bị sốt à. Thí dụ vậy đó. Cho nên ở trong mà nó không có lành, người nào mà hút thuốc nhiều mà khi cái lá gan, lá phổi nó hư rồi thì bắt đầu cái da làm sao? Bắt đầu nó xám, nó vàng, nó hư đi. Hay là con mắt bắt đầu nó đục đi. Cái môi bắt đầu nó thâm đi, nó không còn tươi đỏ như bình thường nữa. Là bên nội tạng bên trong nó hư, nó xấu, cho nên bên ngoài nó biểu lộ cái da vẻ. Cho nên bác sĩ người ta coi bệnh, người ta cũng nhìn cái da nữa. Người ta vạch mắt, người ta nhìn nữa. Coi con mắt mình sao, thí dụ vậy. Cái thứ tướng thứ 17 là thất xứ long mãn tướng. Thất xứ là 7 chỗ. 7 chỗ, chữ mãn là đầy. 7 chỗ này là gì? Hai lòng bàn chân, hai lòng bàn tay, hai cánh vai và cái cổ. Thường thường mình rờ cái cổ phía sau á, có nhiều khi có người họ hổm một lõm ở phía sau vậy đó. Còn người nào mà thịt đầy ở phía sau là tướng tốt. Thấy không? Hai cái bàn tay, có nhiều khi mình dở bàn tay ra thì sao? Bàn tay nó đầy. Có những người bàn tay nó lõm xuống. Thì hai lòng bàn tay, hai lòng bàn chân là 4 rồi phải không? Hai cánh vai, có nhiều khi rờ vô đây cái xương chạm vô một lõm xương thì chỗ là 6, ở phía sau cổ mình là 7. Thì 7 chỗ đó mà nếu nó đầy đặn thì biết là cái người đó có một trong những cái tướng tốt. Cái tướng đó gọi là thất xứ. Thất xứ là 7 chỗ. Không, long mãn là đầy đặn. À, do đâu mà được? Do cái gì? Do bố thí cho chúng sanh. Do cho người ta đầy đủ những cái nhu cầu. Tướng thứ 18 là lưỡng dịch hạ long mãn tướng. Tức là xương thịt,
Tức là ở dưới cái lòng nách đó, nó không có bị lõm sâu. Và do người cái người đó săn sóc người bệnh, nấu cơm cho người ta. Cho bây giờ ở Việt Nam có những chương trình đó, nấu cơm cho người nghèo. Các chùa bây giờ có chương trình nấu cơm đi đưa vô những bệnh viện cho những người nghèo ở dưới tỉnh lên đó. Người ta nghèo, người ta đi vô trong bệnh viện, người ta lo chữa bệnh, người ta không có tiền, người ta ăn. Mình nấu cho người bệnh như vậy rồi, mình nấu luôn cho người nuôi bệnh nữa. Chẳng những vậy, nấu nước sôi. Có những nơi nấu nước sôi để cho phát cho người bệnh. Tại ở bệnh viện ở Việt Nam cần nước sôi đôi khi không có, thì tự gia đình mang vô làm sao đó làm. Thì có những chùa tổ chức đến trước cửa nhà thương nấu nước sôi phát cho bệnh nhân. Thì những cái công việc như vậy mình làm được, mình cho người ta những cái nhu cầu bức bách khi cần thiết như vậy, thì được một cái phước là mình có được một cái tướng đầy đặn. Cụ kia, cụ Nguyễn Du cũng hay khen đó, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang, rồi hoa ghen thua thấm mà liễu hờn kém xanh. Thường thường đó, ông bà mình hay dạy đó, của cho là của còn, của ăn là của mất. Mình ăn thì nó hết, mà mình cho người ta thì nó còn. Tại sao vậy? Tại vì cái phước mình nó để đó. Cho nên thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói, đại chúng mới đóng góp vô trong một cái ngôi chùa, quý vị nghĩ nó mất à? Không có mất đâu hết trơn á. Chẳng qua là bây giờ mình biết tích lũy trong một cái quỹ tiết kiệm vậy thôi. Mà cái phước đó mai mốt mình hưởng. Bây giờ mình không thấy đâu, nhưng mà sau mình hưởng. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đi, 20 năm trước ngôi chùa Hải Đức này xây dựng, mà những người của thời 20 năm trước đóng góp vô, quý vị nghĩ đóng góp vô rồi hết? Thật sự đâu có hết. Ngôi chùa vẫn còn đây và được tiếp tục bởi nhiều người, không phải thế hệ này mà những thế hệ sau nữa. Cho bây giờ các bạn trẻ mà có mặt ngày hôm nay đó, thì phải tự hiểu rằng mình có một trách nhiệm tiếp nối những người trước. Mà Pháp Hòa thấy là Hải Đức là có kỳ vọng, bây giờ có những người tiếp nối rồi, thấy không? Mà trong khi đó Trúc Lâm chưa có. Thì quý vị thấy quý vị có phước hơn không? Quý thầy trên đó thiếu phước, cho nên chưa có người tiếp nói. Ở đây coi Phật tử vậy mà tu chính, thành thử ra nhiều phước. Rồi bây giờ thứ 19 là tướng gì? Thượng thân như sư tử. Tức là cái thân phân trên của ngài dõng mảnh đẹp đẽ như tướng con sư tử. Cái uy nghi của Phật. Tại sao vậy? Vì thường dạy cho người ta cái pháp lành, thực hành cái nhân hòa, không có dạy người ta gây sự. Thí dụ như thường thường á, mình gặp người khác, người ta mới nói hồi nãy á, tôi bị cái người kia ăn hiếp hay làm gì đó. Rồi hỏi chị làm gì? Nó tôi nín, trời ơi sao chị dạy vậy? Gặp tôi là nó biết tay. Mình nói vậy đó tới mình tăng trưởng thêm. Rồi mình còn nói gì nữa? Đâu đâu giờ nó đâu, chị dẫn tôi tới để... Có không? Đó, có bao giờ mình nghe những người ta nói chuyện vậy không? Ta biết là gây, dạy cho người gây hấn. Người ta đã nhịn được rồi, phải chi mình nói thôi kệ đi chị ơi. Phải không? Nhịn được cái nó qua được những cái tai nạn, biết đâu chừng chị nhịn được vậy mà nó êm xuôi. Mình nói được một cái câu khuyên lớn vậy nó quý biết bao nhiêu. Mà tự nhiên mình còn chê, sao chị dại vậy? Hả? Nó chửi chị vậy mà chị nín thinh à? Gặp tôi là tôi cho chết. Rồi có nhiều khi mình thâm he đó, phải không? Mình nói sao? Hả? Con này chứ phải con nào nghe chưa? Một bạt tay là không còn cái răng ăn cháo. Hội Việt Nam mình mấy người trẻ với nhau đó hay hâm he nhau. Mày có tin không? Một cú thôi mình lên cây mình đầm. Những người bạn mà chơi thân với nhau thì nhiều khi hâm với nhau một cách rất là vui. Nhưng mà thật sự có nhiều lúc đó, mình thấy cái người ta giận tức đó, người ta cũng nói những cái lời mà hâm he với nhau ghê gớm lắm. Mình phải dạy cho người ta sống một cái cuộc sống hài hòa. Thật sự mà nói, cái sự nhịn nhường nó quý hơn tất cả. Mình mà người ta thường hay dùng một cái câu như thế này: một bên thẳng, một bên dùng.
cả hai mà cùng thẳng sẽ cùng đứt dây. Tức là một bên kéo thì thôi mình nhường, chứ mà hai bên mà cùng kéo thì dây nó đứt, rốt cuộc không bên nào xài được hết. Thì thôi bây giờ một người ta muốn xài dây thì thôi nhường, thà là một người được. Cho quý vị mới thấy trong cuộc sống á, bất cứ thứ tình thương nào, tình thương thầy trò, tình thương huynh đệ, anh em, cha mẹ, vợ chồng, con cái, tình thương nào mà không có cái sự hiểu biết và cái đức hy sinh thì cái tình thương đó khó mà trọn vẹn. Đôi khi người vợ cũng phải hy sinh chút cho chồng, người chồng cũng phải hy sinh chút cho vợ. Trong tất cả thứ tình thương phải có sự hy sinh trong đó. Mà không có hy sinh thì tình thương khó mà bền bỉ. Có nhiều khi mình không thích đi cái tiệc đó, nhưng mà đôi khi cũng phải đi, tại vì chồng mình muốn đi, mình phải hy sinh chút mình đi. Pháp Hòa nói ví dụ một cái chuyện rất nhỏ trong cuộc sống thôi, mà cái điều này là Pháp Hòa bảo đảm thế nào mình cũng gặp. Có nhiều khi vợ muốn đi chỗ đó, mình không ham đi, mà đôi khi cũng phải đi. Mà nếu mình không đi hoài á thì sao? Đôi khi cái tình cảm nó lệch lạc, riết cái chồng biết mình không thích đi, không thèm nói. Rồi cái không thèm nói, cái tự ái mà nó chạm lên, ổng muốn đi đâu, ổng đi, không có bao giờ ổng nói gì tới tôi đâu. Tức là từ những cái chút đó mà nó sanh ra nhiều chuyện trong gia đình. Thật ra phải có hiểu, có thương, và trong đó có sự hy sinh. Dạy cho người ta có một cái sự hài hòa, khiêm cung, và không có dạy cho người ta nói lời hai lưỡi, dạy cho người đó nói hai chiều. Có nhiều khi mình vô tình mình dạy con mình một cái cách nói dối, nói hai chiều mà mình không biết. Tướng thứ 21, tướng thứ 20 là đại trực thân tướng. Thân Phật á, cao lớn mà thẳng. Người ta thường dùng cái từ là đoan chánh. Chữ đoan á, là ngay. Đoan là thẳng, chánh là ngay. Người ngay thẳng là kêu đoan chánh. Do đâu mà được cái tướng đó? Săn sóc người bệnh, xa lìa sát sinh, trộm cắp, tâm kiêu ngạo, cho nên được cái thân tướng cao thẳng. Cao thẳng là giờ mình không có bị những cái tướng cù lưng. Cái tướng của mình là thẳng. Thân tướng 21 là kiện kiên viên hảo tướng. Kiên viên là hai cái vai tròn đầy. Là do gì? Ngang đầy là do mình biết lập chùa, đúc tượng. Nơi nào người ta có xây dựng những cái nơi thánh thiện, mình biết cúng dường hay là mình hộ trì. Chẳng hạn như bây giờ người ta xây chùa, nếu mình không đồng tình, không cúng dường thôi cũng không sao, nhưng đừng có chỉ trích. Người ta dùng cái tiền của người ta xây một ngôi chùa, xây một cái bảo tháp, đúc một cái tượng Phật để làm một cái nơi cho người ta chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường, thì mình không đồng tình thì cũng đừng chỉ trích. Và cái chỉ trích là cái sai. Hay là bây giờ nói khác hơn là mình thấy người ta làm điều lành, mình không đồng tình thì đừng chỉ trích. Tại vì người ta làm điều lành mà mình không ủng hộ thì thôi, chớ chớ có chống bán. Như vậy thì mình lỗi. Cho nên mình sinh ra đời này mà được cái tướng kiên viên hảo tướng là mình biết đời trước mình có ủng hộ, có giúp đỡ cho người ta xây dựng. Bởi vì xây chùa, xây tượng, xây tháp tượng trưng cho cái sự xây vững chãi, xây dựng. Cho nên đời này mình có cái tướng sao? Nhìn cái tướng của mình mạnh mẽ, vững chãi. Tướng thứ 22 là tứ thập sĩ tướng. 40 cái răng. Thường thường con người mình đó, trung bình là bao nhiêu răng? 32. Cao lắm là 36. Chứ hiếm mà người nào có tới 40. Mà Đức Phật thì có tới 40 cái răng. Tại sao vậy? Tại vì Ngài tu hành đó, xa lìa cái sự lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt tức là nói lưỡi hai chiều, tới đầu này nói theo đầu này, tới đầu kia nói theo đầu kia. Mà cái đó là cái xấu. Có nhiều khi ở Việt Nam người ta dùng một cái từ mà để biểu thị cái người không có tốt, nói đầu này đầu kia, ta dùng cái từ rắn. Rắn hai đầu, ba đầu, bốn đầu, tám đầu gì đó. Tức là ý nói mình có cái tâm không có tốt, tới đầu này mình nói cho người ta xích mích với nhau. Phật xa lìa được cái tướng đó. Còn thường thường ở trong miệng mình á,
thì cái nước bọt mình nó hôi phải không? Nó không có thơm, là do chúng ta không tu cái khẩu nghiệp nhiều. Rồi mình phải xa lìa cái ác khẩu. Mà đời này mà người nào có cái răng, Đức Phật á, tướng thứ 23 của Phật á, chẳng những Phật có 40 cái răng rồi mà trắng mà đều nữa. Tại sao vậy? Bởi vì cái tướng này là gì? Luôn luôn xưng cái điều, nói cái điều tốt của người khác mà không nói điều xấu của người ta. Cái thứ hai là gì? Mình mỗi lần mà giận lên á, mình muốn nói một cái gì cay nghiến, mình hay nghiến răng. Không, mình phải nghiến răng để biểu thị cái sự, nghĩa là kinh khủng của mình đó. Mình phải xa lìa cái tướng ác khẩu, lưỡng thiệt, không có nói những cái lời cho người ta bất hòa. Cho nên đời này, và thường thường xưng dương cái thiện của người. Thí dụ bây giờ con người ta có hai cái điều, ai cũng có điều thiện, điều không thiện. Thì thôi bây giờ cái gì mà không thiện của người ta mình nói ra cũng đâu ai học hỏi được cái gì đâu. Cho quý vị biết không, nhiều khi á, có những cái chuyện gì nó xảy ra với một người nào đó, thường Pháp Hòa ít kể cho các chú nhỏ nghe lắm. Tại vì Pháp Hòa không muốn nó trở thành ra một cái điều gì đó nó không có lợi cho người nhỏ. Họ nghe, người nhỏ nghe không có tốt, không có lợi lộc gì hết trơn, mà nhiều khi còn bắt chước nữa. Thôi Pháp Hòa nghe cái điều gì đó mà Pháp Hòa ít khi nào kể cho các chú nhỏ nghe lắm. Tại vì nghe như vậy không có lợi cho các chú. Mà cái gì ai hay ai tốt mà kể, kể để mà không có phải chia, không có để mà so sánh, kể để mà nói sao các con thấy người đó không, người ta làm được cái điều đó thì chúng ta cũng cố gắng chúng ta làm. Cho nên đó, hồi xưa các bậc mà hiền triết người ta dạy, thấy cái điều tốt của người cũng phải học, học cho bằng người. Thấy cái điều xấu của người cũng học, học để đừng làm. Cho nên ở trong kinh luật, các vị mà người ta thay thị hiện những cái điều xấu trong giáo đoàn là chuẩn để biểu lộ rằng đừng có học cái đó. Giống như kỳ Pháp Hòa kể đó, là ở trong luật á, giới tỳ kheo đó, có 6 vị tỳ kheo chuyên môn làm chuyện xấu. Mà trong luật gọi là luật quần tỳ kheo, tức là một cái nhóm 6 người, một cái quần chúng 6 người của 6 người đó chuyên môn làm xấu. Mà nhờ cứ các vị đó cứ làm xấu lên là Đức Phật chế hình giới. Gia đình sao? Bởi vì luôn luôn phải có một cái chuyện gì xảy ra thì vấn đề Phật chế nó mới có cái ý nghĩa. Vì các vị đó với cái cặp mắt phàm phu thì chúng ta nhìn các vị đó là tội, là đọa, phạm. Nhưng mà với cái cặp mắt nhìn của bậc nghĩa là đại thừa đó, thì mình phải biết trân quý, tôn kính các vị. Bởi vì các vị chấp nhận hy sinh, biểu lộ cái tướng dở để mà cho người khác thấy cái tướng dở mà lánh xa, đừng có làm. Cho nên Đề Bà Đạt Đa đó, là cái người mà anh em với Phật, mà đệ tử của Phật mà hại Phật đó. Thì khi Đề Bà Đạt Đa xuống địa ngục rồi á, thì Ngài A Nan hỏi sư huynh, sư huynh ở địa ngục mà sư huynh có khổ không? Thì Ngài Đề Bà Đạt Đa nó có gì đâu khổ, mình đóng vai xấu mà đóng đúng vai thì không có gì khổ hết. Giống như quý vị coi phim mà quý vị coi mà tới ngày này mà quý vị ghét cái người trong phim mà họ ác quá trời quá đất, mà là mình biết cái người đó đóng đạt lắm á. Họ đóng đạt đến mức độ mình ngồi ngoài mình phải ghét. Là nhưng mà họ đóng tròn cái vai của họ, để mà có cái người xấu đó để biểu hiện cái người vai chánh, cái người tốt trong phim. Cho mình thấy những cái người xấu, chưa chắc người ta xấu như thế nào, nhưng mình nói đó là nó hại cái khẩu nghiệp mình rồi. Thôi bây giờ sống trong cuộc đời mấy mươi năm, cuộc đời nó ngắn ngủi lắm, nó vô thường lắm. Cho nên cái gì tốt của ai mình học được nên học, mình nói được cái gì điều tốt cho ai nên nói. Còn cái gì ai xấu ai dở bớt được chừng nào thì nó quý chừng đó. Cuộc đời này đau khổ đã nhiều rồi, đắng cay và mệt mỏi. Bây giờ mình cúng dường được cho người ta được cái lành thiện nào thì tốt. Tướng 24 là sư tử giáp. Sư tử giáp tướng là cái hàm vuông như hàm sư tử. Thấy người thiếu thốn vui vẻ giúp đỡ đưa đón, nhờ thế mà được cái tướng, cái hàm vuông như sư tử. Có nhiều khi mình giúp người ta nhưng mà mình
mình làm giống như là mình ban ơn cho người ta vậy. Cho nên thưa đại chúng là cái của cho nó không bằng cách cho. Thường thường các vị hay dạy chúng ta như thế. Cái của cho thì ít, nhưng mà cái cách mình cho nó làm cho người ta thoải mái, nhẹ nhàng, đó là cái phước lớn lắm. Không? Cho nên đó, cái của cho nó không bằng cái cách cho. Mình cho như thế nào mà người ta nhận cái món quà của mình, mà người ta cảm nhận rằng mình có sự trân trọng người ta. Không có nên giống như dục đưa mà cái kiểu mà giống như người ta phải thọ cái ơn của mình, người ta là thấp kém hơn mình, mình làm cho người ta buồn khổ như vậy, thì đó là cái điều mà mình thiếu cái phước. Tại cái cách của mình nó không đúng thì cái quả của mình sau này, tướng của mình nó khuyết. Tướng thứ 26 là vị trung đắc, thượng vị tướng. Là cái có một cái tướng là khi thấy thức ăn á, khi thấy hương vị, khi ăn á là thấy hương vị nào nó cũng ngon. Đó là do cái phước tu cái gì? Ngài tu là coi tất cả mọi người như ruột thịt của mình. Bây giờ á, mình thường thường á, mình hay có cái phân biệt thân sơ. Người này là người thân, người kia là người sơ là người ngoài. Cho nên mình chính như mình cứ có phân biệt đó, cho mình cũng có một cái, mình sau này bắt cái quả là gì? Mình ăn mình hay chê lắm. Rồi bây giờ được như thế là gì? Phải học một cái phước là tại sao đời này á, người ta ăn cái gì người ta cũng thấy ngon, mà mình ăn mình cứ thấy dở là sao? Tại vì mình hay có cái tâm khen chê ngon dở của thức ăn. Như hồi trưa này Pháp Hòa ví dụ, thật sự thức ăn nào cũng ngon hết á. Nhưng mà hễ cái người nào mà ăn đúng khẩu vị thì người ta khen ngon, mà mình ăn vô mình thấy nó lạt nhách thì mình lại chê và dở. Hoặc là mình ăn người ta thấy vừa mà mình ăn thấy quá mặn thì mình chê dở. Chứ thức ăn thật tế thì nó có ngon dở, nó đâu có dở đâu, nó là ngon. Nhưng mà tại mình có cái tật là khen chê đó, mà có cái lòng hảo ăn. Ở dưới miền quê á, người ta nghèo chứ người ta thảo ăn. Thì gặp nhau cái chị mới tới hả, rảnh không, ngồi ăn ba hộp. Ở Việt Nam mà hay mời nhau ngồi ăn ba hộp rồi đi. Người kia mà khách sáo mà từ chối, gấp gì nữa. Gặp biểu mấy đứa nhỏ xuống nhà lấy cái chén lên, ở trong nhà có cái gì là tuôn ra hết mà đãi khách. Người như vậy gọi là thảo ăn. Mà được cái thảo ăn đó, được cái phước đó đó, đời sau mình sanh ra mình có một cái phước là ăn cái gì mình cũng thấy ngon. Chữ thảo là gì? Chữ thảo có nghĩa là luôn luôn mình nhìn xuống, mình chăm sóc và mình hết lòng với người ta. Thí dụ như người đó mà có cái lòng tốt gì ăn uống cho người đó thảo ăn lắm. Cái tâm người đó thảo lắm. Cho nên mình mới dùng cái từ là hiếu thảo đó. Hiếu thảo tức là mình luôn luôn mình hiếu, mình thương, cho nên mình thơm thảo, mình chăm sóc cái người kia. Mà đời này mình có bao nhiêu. Pháp Hòa hay nói với quý Phật tử trong chùa, thí dụ hôm nào mình để thức ăn cho quý thầy, quý cô, mà hôm đó đông Phật tử quá, thiếu thức ăn, quý vị nên lấy thức ăn quý thầy, quý cô đem ra cho Phật tử dùng. Quý thầy, quý cô có thể ăn cơm sao, hoặc là ăn cơm với nước tương, cái gì cũng được. Nhưng mà Phật tử đến chùa đừng để người ta thiếu. Thật sự người ta không có thiếu, người ta không cần cái chén cơm đó đâu. Nhưng mà cái quan niệm của người Phật tử là đến chùa người ta thích ăn một dĩa cơm chay, ăn miếng cơm chay trong chùa coi như lấy cái lòng. Còn mình ở trong chùa là mình là cái người phải dâng tặng cho người ta, cho nên đừng có giấu giếm, có ăn là cứ mang ra cho ăn. Trừ khi nào, ví dụ bây giờ thức ăn nó thức ăn cúng Phật, thì trước khi mình nấu đó, nấu xong rồi cái nào cúng Phật mình múc mình để ra, cung tổ mình để ra. Còn thí dụ bây giờ mình nấu thức ăn mình nêm nếm ở trong chùa công cộng đó, mình phải có cái muỗng riêng, mình múc từ cái muỗng chính đó, mình để vô cái muỗng phụ rồi mình nêm bằng cái muỗng phụ, chứ không có nên lấy cái muỗng đó húp miếng thử rồi xong thọt vô lại cái nồi đó. Cái kiểu nêm kiểu Việt Nam mình đó mà, thấy không? Ở trong chùa là mình phải có cái cách nêm nếm, tức là luôn luôn nấu cái gì cho đại chúng ở trong chùa là mình luôn luôn giữ cái sự tinh khiết đó.
lúc nào có cái chén cái muỗng riêng, muốn đem ném cái gì là múc ra cái chén thử miếng, xong rồi thiếu sót cái gì thì mình cho vô, không có bao giờ dùng cái muỗng nem của mình mà để vô trong cái nồi đó lại. Lỡ cái chén đó, cái nồi đó mất múc lên cúng Phật cúng tổ không đủ tinh khiết, mà cả đại chúng luôn chứ không phải. Cho mình có cái tâm mà phụng sự cho đại chúng như vậy đó, đời sau mình được cái phước gì, có ăn đầy đủ mà ăn thấy ngon chứ không phải dở. Có nhiều khi á, thức ăn ngon vậy mà sao cái người kia ăn sao cũng chê, phải không? Đó không phải là bình thường đâu, đó là cái nghiệp đó. Mình huân cái nghiệp nó thành một cái nghiệp, ăn cái gì cũng chê cái đã là tính gì tính, mà chê mà cũng ăn. Nhưng mà cái nghiệp mà nó thành cái nghiệp là cứ chê cái đã, mà chê hồi cũng hết dĩa à. Mà rồi cũng cái tật cũng chê. Cho nên là mình được cái tướng đó mình biết. Tướng thứ 27 là đảnh kế tướng, tức là trên này có cái trang cái đảnh nè, quý vị nhìn tượng Phật coi, có cái cục thịt nhô nhô lên á, mình tưởng là cái búi tóc á, phải không? Mình tưởng là Phật có giống như bên Trung Hoa, mà người Trung Hoa mà những công tử người ta hay có cái cục tóc ở trên này, Phật không phải. Cái đó là cái cục thịt nổi trên đỉnh đầu, cái đó gọi là đảnh tướng. Cái đảnh tướng mà cái chỗ đó nó mềm lắm, cái cục thịt đó nó mềm lắm. Tại sao được cái tướng đó? Vì thường dạy cho chúng sanh tu đến cái chỗ vô thượng, tức là dẫn dắt người ta đến nơi đến chốn, không có bỏ người ta nửa chừng. Có nhiều khi á, mình thấy người ta tội nghiệp, cái mình dẫn người ta đi chùa hay dẫn người ta vô sở làm, cái vô trong đó cái ta làm được hơn, cái bắt đầu mình ganh với người ta, cái bỏ người ta nửa chừng. Tức là mình không có cái lòng mình giúp cho người ta đến nơi đến chốn. Mà không có đến nơi đến chốn, đến cái chỗ cao ráo vậy thì làm sao có được cái tướng này. Thường thường cái tướng này là tượng trưng cho cái người thông minh. Nếu mà theo bói tướng bình thường á, cái người nào mà có cái đỉnh này mà cao là ta nói cái người đó thông minh. Còn bây giờ mình cứ rờ cái sọ ở đằng sau không à. Cái đứa nào, nít nào mà nó có cái sọ khỉ ở đằng sau, nó nhô nhô, nó thằng này thông minh. Cái đó không phải thông minh, nó khôn, nó ranh. Còn cái người mà được cái đỉnh tướng trên này nè là thông minh, mà thông minh hiền lành. Còn cái người nào mà ta rờ phía sau này, ta rờ mà con nít mà nó có cái sọ khỉ hay sao, thì cái đứa đó gì nó, ngoài cái thông minh đó, mình phải nói đúng nghĩa là nó khôn, mà nó khôn ranh. Còn cái người mà thì vì cái được cái phước á, gặp người mà hay quên á thì mình giúp cho người ta nhớ, tới cho người ta cái trí nhớ. Cái nhiều khi mình ngồi cái bên vậy đó nghe, mà mình biết cái đó đó, mà người ta ú ớ ớ hoài, tao không biết mình đến hình à. Hồi nãy chị biết, cái đi ra khoe nữa chứ, hồi nãy nghe tôi ngồi đó, cái chị kế bên đó, chị không biết cái đó, không hỏi tôi đâu thèm chị. Có không? Tại sao mình biết mà tao không biết, mình không chỉ, mình phải đợi người ta cầu lụy mình đó. Cho nên đời này mình biết là cái người mà người ta học á, ta học đâu ta nhớ đó, là mình biết đời trước á, người ta mở cái lòng, người ta chỉ dẫn cho người khác, giúp đỡ cho người khác. Quý vị thấy người Tây Phương á, có nhiều người không có cái hay lắm. Họ biết cái gì mình không biết á, họ tận tâm họ chỉ cho mình. Phong Hòa có cái lớp dạy cho người Canada mỗi chiều thứ sáu. Mình đó thì tiếng Anh mình dù có biết đi nữa thì cũng hạn chế lắm, mình đâu có biết hết những cái từ ngữ trong tiếng Anh. Có nhiều khi Pháp Hòa muốn diễn đạt một cái chữ nào đó mà cứ nhớ, không có nghĩ, không có nhớ ra, đôi khi nó quên mất cái chữ đó hoặc là không biết nữa. Thiện lát giảng xong xuống thì bà Tây bà tới bà nói, hồi nãy thầy nói tôi biết thầy hỉ thầy là cái chữ đó nó như vậy đó. Rồi nhiều khi mình phát âm cái chữ đó không đúng, cái người Tây lát ra họ nói thầy phát âm cái chữ đó chưa chuẩn, thầy phải nói vầy là nó mới đúng. Đó, có nhiều người Mỹ họ rất là tốt, là giống như mình, cái gì mình không biết. Giống như hồi Pháp Hòa đi học tiếng Anh đó, cái gì mà vô lớp mà không biết là người Mỹ họ chỉ, mà người Việt mình với nhau ngồi cười. Mà quý vị biết, mà chính vì mình sợ bị cười cho nên không dám nói, mà chính mình không dám nói cho nên tiếng Anh mình nó dở ẹt. Hồi đó là cái Pháp Hòa là bị như vậy đó.
đi vô lớp mà mấy đứa Việt Nam mà qua cùng thời với mình, nó vô lớp mà nó học trước mình, nó giỏi hơn mình, nó cứ ngồi nó cười mình biết thôi. Mà chính vì vậy mà mình sợ, mà không dám nói. Mà cái mấy anh Mỹ xung quanh Pháp Hòa đó là thấy Pháp Hòa không biết là chị. Cho nên quý vị mới thấy cái người mà người ta tu cái phước đó, cho nên người ta sanh ở những cái chốn văn minh, những cái nơi mà ăn học đàng hoàng sáng suốt, không? Và cái thân tướng người ta cũng nhìn cũng sáng suốt. Cho nên đó, mình biết rằng đó, đời này mà Đức Phật có được cái tướng đó đó là do Đức Phật đó, hay dạy cho người, dạy cho cái người thấy người ta không biết, mình chỉ cho người ta biết, mà dẫn dắt người ta đến nơi đến chốn, cho nên được cái tướng ở trên đầu cao và có cái trí nhớ thông minh đó, lại dạy cho người tu tập cái lòng từ. Thí dụ như cái người đó họ hay ghét bỏ người này người kia, thì mình làm sao mình uyển chuyển, mình dạy cho người đó biết thương. Có nhiều khi mình thấy con mình á, sao cái tánh nó nóng nảy quá, cái tánh nó cọc cằn quá, là người cha người mẹ lo con mình sao cái tánh nó cọc cằn quá, cho nên luôn luôn làm sao tìm cách nào dạy cho con mình phải có cái lòng biết lắng dịu, biết thương người. Thí dụ như á, Pháp Hòa thấy hồi ở Việt Nam á, nhiều khi cái kiểu của mình á là đi ngang đụng cái bàn, cái mình nói sao, ô con đau hả con, cái bàn nó hư quá ha, để mẹ đánh cái bàn cho con, cái lợi đánh cái bàn vài cái để hỏa dạ cái đứa con đó. Nhưng mà theo Pháp Hòa nghĩ cái đó không tốt, mình cứ tập là hễ ai mà đụng tới mình mình đánh cái đã. Mình hồi nhỏ đó mình không có cái ý xấu là mình muốn làm cho con mình nó nín khóc nó vui, nhưng mà trong cái vô tình á, mình đã dạy đứa con của mình á là cứ hễ ai mà đụng tới mình là mình đánh. Quý vị để ý cái điều đó coi, cái bàn mà nó còn đánh được thì huống chi con người nó không đánh. Tại vì mình nó huân cái đó từ nhỏ rồi. Giống như mình hay nói ăn đi, không ăn lát ông kẹ bắt á. Nó cũng chả biết ông kẹ là cái gì, mà sau này mình lớn lên nó nói má ăn đi, má không ăn ông kẹ bắt. Con nít là nó dễ huân lắm, mình nói cái gì thì nó huân cái đó. Nó cần cái gì cái mình không cho, cái mình nói sao biết không, con chuột tha rồi. Bữa đó nó lấy cái hột quẹt nó đi đâu nó chơi, mình hỏi con ơi con có hột quẹt đâu, nó không muốn đưa ra, nó dạ con chuột tha có hột quẹt rồi. Mình cũng đính luôn chứ nói gì giờ, tại vô tình mình dạy nó thôi. Thì Pháp Hòa thấy ví dụ như Việt Nam mình là hễ mà đi con cái mình nó đi nó dấp cái bàn nó té, mà thường ngày cái bàn, mà chính bản thân mình cũng vậy. Có nhiều người có cái tánh nóng, cái bàn để đây nè, hàng ngày đi tới lui không sao hết á, mà bữa nào mà lỡ đi ngang mà vô tình mà không thấy mà đụng cái bàn coi xây lại đá cái bàn á. Pháp Hòa nói là Hòa nói có chữ như vậy đó. Có nhiều khi rồi còn chửi nữa chứ, ai mà để cái bàn vô duyên, mà bình thường để đây mình thấy nó có duyên chứ, mà bữa nào mà nó đụng chạm tới mình mới mắng là cái người để cái bàn vô duyên, và còn nhiều khi còn xây lở đá cái bàn nữa. Đó, mình mà còn vậy thì rồi dạy cho con mình nó, ô cái bàn nó hư quá con, cái bàn nó làm con đau, cái là đánh cái bàn cái. Rồi cái lỡ thằng anh nó mà chọc ghẹo gì nó, anh con hư quá, cái lợi giả bộ đánh vài cái trên đứa con rồi biểu khóc đi, giả bộ khóc đi cho nó nín. Tức là mình dạy những cái thật sự đó mình không có cái tâm xấu, nhưng mà trong những cái vô tình đó, cũng giống như Pháp Hòa nói vậy đó, người ta gọi phone tới mà nổi cái số phone mà mình không ưa cái người đó rồi nha, mình không muốn bắt phone, mà hay nói với con mình nói với họ má không có nhà, nhưng mà nó sẽ thắc mắc là rõ ràng má có nhà, tại sao má nói là không. Mình dạy con mình nói dối một cách gián tiếp như vậy mình không hay. Cho nên nhiều khi như vậy đó mình phải để ý lại, thay vì mình nói mình không thích bắt cái phone đó, thì thôi nói như vậy. Pháp Hòa không phải dạy nói dối nha, nhưng mà nó có cái cách để mình nói cho đừng có dạy con mình. Nó à, con bắt phone, người ta hỏi có má, má có nhà, má đang bận tay. Thì cái trường hợp như vậy nó dễ chấp nhận hơn là mình nói má không có ở nhà. Rõ ràng má có ở nhà, đứa con nó sẽ không hiểu là mình với người kia có vấn đề gì, nhưng mà trước mắt nó thấy là má nói dối. Quý vị thấy điều Pháp Hòa nói như vậy. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày của mình có những cái nhỏ nhỏ mình làm mà đôi khi mình không để ý. Tức
Tướng thứ 28 là đại thiệt tướng, tức là tướng lưỡi rộng dài. Quý vị tụng trong kinh Di Đà nhớ không? À, Phật ở phương Nam tên gì đó, các ngài cũng dùng tướng lại tướng lưỡi rộng dài bao trùm cả thế gian này và nói rằng: này chúng sanh các cõi, các vị hãy nên tin kinh này, vì kinh này là kinh hiếm có, phải không? Trường thiệt biến phú tam thiên đại thiên thế giới thuyết thành thiệt ngôn, giữ đẳng chúng sanh đương tính thọ kinh giả, ví dụ vậy. Thì trong kinh Di Đà nó là chư Phật có những cái tướng lưỡi rộng dài. Ở Việt Nam mình đã có một cái thí dụ, ai mà nói gì ra cái nói đâu mày le lưỡi mày liếm rồi. Nếu mà cái lưỡi mà le mà liếm nên đụng cái chớp lưỡi là tinh. Nhưng mà hiếm người nào được cái lưỡi dài như vậy, phải không? Cái lưỡi dài là tượng trưng cho gì? Người luôn nói thật. Đời này mà cái người nào mà cái tướng cái lưỡi nó ngắn, đó là do mình biết đời trước gieo cái nhân về khẩu nghiệp không lành. Cho đời này tiếng nói mình thanh thao, lời nói mình trong trẻo dễ nghe, người ta nghe người ta sanh niềm vui. Và mình nói điều gì người ta tin là mình biết đời trước mình có gieo nhiều cái nhân lành về cái lời nói của mình. Không có nói lời dối trá, không có đặt điều đặt chuyện, chuyện có nói không, chuyện không nói có. Hay là mình nói những cái lời cho người ta đau khổ, thì cái lời nói đó được gọi là phạm âm, hải triều âm. Nhớ không? Phẩm Phổ Môn đó: thắng bỉ thế gian âm. Đức Phật thường thuyết pháp, cái lời nói của Phật thường được ví dụ là phạm âm, hải triều âm, sư tử hống, tiếng của Phật. Tại vì những cái tiếng đó, thí dụ như bây giờ tiếng hải triều là tiếng sóng biển. Cái tiếng sóng biển nó trầm hùng, thì cái lời nói của Phật, giảng dạy của Phật cũng trầm hùng như thế. Sư tử âm, lời nói của Phật như tiếng con sư tử, làm cho những cái tà ác nó khiếp vía, nó sợ hãi. Bởi vì lời nói của Phật luôn luôn là hảo ngữ, là thật ngữ, là chân ngữ, luôn luôn nói những cái lời chân thật. Cho nên Phật có được cái tướng lưỡi rộng dài. Cho nên là nếu người nào đời này luôn luôn nói những cái điều chân thật, nói những lời hòa giải, không nói những điều gây xích mích. Thí dụ bây giờ cái người kia người ta nói xấu cái người nọ, mình cũng chẳng cần. Thí dụ cái người kia ta nói gì: chị tin nó lắm nha, tôi nghe nó nói xấu chị hết đó, mà tại chị không biết á, mà thôi tôi không nói đâu. Đó vậy đó, làm cho người ta thêm sao? Cái bắt đầu người ta thêm tò mò, sao nó nói sao chị, thôi mình làm như là mình, nhưng mà thôi đi, chị hỏi thì tôi nói. Đó, mình nói mà cái kiểu của mình là làm cho người ta phải hồi hộp, thấy không? Là người ta phải cảm thấy cái câu chuyện nó thật là quan trọng. Cái đó đó mà mình có cái chủ tâm, mà cái chủ tâm như vậy đó, bây giờ đời này không sao, mình chưa thấy cái quả, nhưng mà trong một kiếp nào khi mà cái nhân nó thành thục, cái quả nó thành thục, thì mình phải chịu cái quả đó. Cho nên các vị thường hay dạy chúng ta tu cái thân, cái miệng, cái ý. Mà quý vị thấy không, trong 10 giới của ba nghiệp thì cái nội, cái khẩu nghiệp tới 4 loại. Mình gây mà thường á, trong cuộc đời này có xích mích mà gây gỗ với nhau từ lời nói thôi. Rồi nhiều khi hiềm khích với nhau, giận hờn với nhau qua cái sự học tới học lui của người này người kia, mà thật sự mình với người kia chưa hề gây gỗ, mà mình chỉ tin vào những cái lời nói tới nói lui của người khác, mà đôi khi mình giận cái người quen của mình cũng có nữa. Đại thiệt tướng. Cho nên đời này có được cái âm thanh, có được cái tướng về cái lưỡi đó, thì biết là đời trước mình có gieo cái nhân lành. Bây giờ tướng thứ 29 là gì? Phạm thanh tướng. Hồi nãy là có cái tướng lưỡi, rồi bây giờ cái âm thanh. Âm thanh này á, là nói cái gì? Cứ như thật mà nói pháp cho người vui mừng, nói những lời êm ái dịu dàng, không đúng giờ thì không có nói. Cho nên quý vị thấy nhiều khi tại sao người ta vô, người ta xin Phật thuyết pháp mà Phật im lặng, Phật không nói, vì chưa đúng lúc để nói. Đúng lúc rồi Phật mới nói, còn chưa đúng lúc Phật không nói. Tại sao? Tại vì nếu mình nói ra cái điều này á,
Nhiều khi cái người ta chưa sanh tính tâm mà người ta sanh phỉ báng nữa. Cho nên có nhiều khi có nhiều Phật tử nói thầy ơi thầy, ông xã con ổng cứng cỏi lắm, chuyển không được, thôi bữa nào mời thầy lên thầy nói cho ông nghe. Phật nói dạ chưa. Giờ mời có nhiều khi nói bữa nào có mời thầy lên ăn cơm, mà nói lên ăn cơm mà được mà không có điều kiện nghe. Nhiều khi mời lên ăn cơm mà với điều kiện là thầy làm sao nói cho ông chồng con nghe, mà rủi ổng không nghe ổng giận luôn mình sao. Cho nên có những lúc á, nếu đúng thời đúng lúc mới nói. Hồi nãy có một cái người Mỹ hỏi Pháp Hòa một câu như thế này: nếu một cái người đó họ cứng cỏi quá thì làm sao mình độ họ, làm sao mình nói cho họ nghe? Vì cái người Mỹ đưa một cái ví dụ, các ông Mỹ nào mới nói giống như chúng tôi hôm nay ngồi đây, vì rất thích nghe thầy nói cho nên chúng tôi ngồi đây để nghe. Nhưng có những người họ không có sẵn lòng họ nghe thì làm sao nói cho họ nghe? Thì Pháp Hòa nói với những người như vậy không thể mà kêu họ lại nói, chưa chắc là họ đã nghe. Mà theo kinh nghiệm của tôi á, là sẽ nói cho họ nghe những lúc nào sự việc nó xảy ra, đúng cái lúc họ đang gặp một cái nạn nào đó, một cái trường hợp nào xảy ra, thì mình lấy cái ví dụ đó mình nói, nó sẽ hấp, nó sẽ work hơn, nó sẽ có tác dụng với cái người đó hơn. Tại sao? Vì những người đó khi nào họ gặp một cái đau khổ thì giống như cái cứng của họ nó bị mềm ra, thì lúc đó mình nói nó mới có tác dụng. Quý vị để ý xem, có những người mà tự khi khổng hay không, mình kêu người ta lại người ta, mình nói người ta không nghe đâu. Nhưng mà cuộc đời họ gặp những cái bế tắc, những cái khó khăn nào, chừng đó mình nói họ mới rút cái kinh nghiệm, họ nghiệm lại họ thấy. Giống như mà mình hay nói cá không ăn muối cá ươm vậy đó. Con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Bây giờ mấy đứa nhỏ nó thêm câu nữa, nó mở ngoặc nó nói vậy là con thông minh. Hỏi sao thông minh biết không? Tại vì biết cãi. Nó nói vậy. Nó giỡn chơi vậy đó. Nó nói cá không ăn muối cá ươm, mà con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Nó mở ngoặc nó nói vậy là con thông minh. Thì ở đây á, mình có cái tướng lưỡi rồi, bây giờ mình có cái âm thanh. Có những cái âm thanh, nhưng mà cái âm thanh đó là lúc nào, khi nào cần nói mới nói. Giống như Pháp Hòa nói, ví dụ bây giờ quý vị biết không, chẳng hạn như mình tụng kinh cũng vậy. Người ta mời mình tới tụng kinh đó, tùy chỗ mình tụng, có những chỗ mình tụng nhỏ nhỏ lâm râm, có những chỗ mình tụng lớn, có những chỗ mình tụng cái thời kinh của mình kéo dài ra, có những chỗ mình nên thu gọn. Đó là sao? Vì mình biết uyển chuyển trong cuộc sống. Hồi đó Pháp Hòa kể lại chúng nghe hoài cái câu chuyện mà một vị thầy mà hỏi đệ tử trước khi chết. Đệ tử nói xin thầy trước khi chết, xin thầy cho chúng con một cái lời dạy cuối cùng. Thì người thầy mới nói bây giờ các con nhìn vào miệng của thầy, cái lưỡi thầy còn hay cái răng thầy còn? Nói dạ thưa, cái lưỡi thầy còn mà cái răng thầy rụng. Thì người thầy mới nói biết tại sao cái răng rụng không? Tại vì cái răng nó cứng cho nên nó rụng, cái lưỡi nó mềm cho nên nó tồn tại. Cái răng nó cứng là tượng trưng cho con người sống mà cứng ngắc, không có biết uyển chuyển, thì người ta bẻ gãy mình dễ dàng. Còn mình sống mà mình biết mềm mỏng uyển chuyển như cái lưỡi thì mình sẽ tồn tại lâu dài. Cũng như vậy, người hành đạo, người sống trong đời, không ai giống ai đâu. Mình tiếp xúc người và không ai giống ai, cho nên mình phải biết uyển chuyển tùy thời, tùy lúc, tùy hoàn cảnh mà chúng ta tùy thuận. Cho nên trong cái hạnh của Đức Phổ Hiền có cái câu là cửu giả hằng thuận chúng sanh. Hằng thuận đây không nghĩa là chúng sanh biểu mình cười, mình cười, chúng sanh biểu mình khóc, mình khóc. Mà hằng thuận hay là tùy theo tâm tánh của từng người mà chúng ta mang giáo pháp thuận mà độ cho họ. Thí dụ bây giờ có những người họ không ăn chay được, nhưng mà ngược lại họ tu cái khác được, thì đừng vì cái chuyện ăn chay mà bỏ cơ hội độ họ. Phải độ họ qua con đường tu học khác. Có những người họ không ăn chay được, nhưng mà họ thiền tọa rất giỏi, họ tụng kinh niệm Phật rất giỏi, họ hành trì những phương pháp lắng cái giận, tăng cái lòng từ rất giỏi. Nhưng mà có nhiều người ăn chay rất giỏi mà tánh nóng như Trương Phi. Mà khi mà bình thường là Trương Phi mà giận lên nó thành Trương Phì. Mình mình không có hiểu được, giống như con cái của mình trong nhà, tùy đứa mà mình độ.
Có những đứa mình phải mềm mỏng, có những đứa mình la rồi mình phải dỗ, tại vì mình biết nó không đến nỗi như vậy. Nhưng mà la thì phải la chung, mà khi dỗ là phải dỗ riêng. Pháp Hòa là chuyên môn vậy. Mấy chú, một chú mà sai là la chung hết mấy chú. Nhưng mà sau đó rồi cái chú mình biết nó không có lỗi, kêu đi vô phòng riêng, an ủi dỗ về, để cho nó không có cái sự oán mình làm thầy mà không có, không không có cái sự nhận ra ai là ai. Không phải vậy thì mình mới nói thầy biết con không có cái đó, nhưng mà vì con cũng là huynh đệ trong chúng. Và có những cái sai mà Pháp Hòa cần phải dạy là phải kêu lại dạy chung, bởi vì cái điều này phải được cần học chung hết. Nó như vậy đó. Tướng thứ 30 là chân thanh nhãn tướng, tức là cặp mắt sanh biết. Mình hay khen Phật đó, thấy không? Mình khen Đức Phật là cám một trừng thanh tứ đại hải đó. Cám một tức là con mắt á. Con mắt sao? Mắt sanh. Trừng thanh là mắt trong xanh. Chữ cám một trừng thanh. Chữ trừng là lắng, thanh là trong. Thì Đức Phật có một cặp mắt sanh biết là biết tại sao không? Nhờ Đức Phật có cái tướng là coi hết thảy chúng sanh, lớn như cha mẹ, nhỏ như bà con anh em. Giống như bây giờ Pháp Hòa hay nói đó, Pháp Hòa có cái hạnh phúc là đi đâu gặp các bậc đáng cha mẹ thì Pháp Hòa thấy rằng Pháp Hòa có rất nhiều bậc cha mẹ, nhiều bậc anh chị chú cô. Các em nhỏ thì như anh em, như là những người thân nhỏ của mình. Cho mình thấy ai cũng là người thân quyến của mình hết. Cho mình biết, khi mình thấy được như vậy á, thì mình trải lòng ra mình sống với tất cả mọi người. Ai cũng là những người thân quyến của mình. Thì được như vậy á, mình được cái cặp. Bởi vì mình nhìn, mình biết nhìn người qua cái cặp mắt là tất cả là bà con của mình. Cũng giống như Đức Quan Âm á, có một cặp mắt mà chúng ta thường khen là từ nhãn thị chúng sanh. Lấy cặp mắt thương mà nhìn tất cả mọi người. Không có nhìn ai bằng cặp mắt ghét hết. Người nào cũng, thậm chí cái người mà khó ưa nhất thì mình cũng phải nhìn tội nghiệp. Họ tội nghiệp lắm, họ không biết cách sống cho nên họ đi tới đâu người ta cũng không thương. Mà những người đó mình phải thương nữa. Cái người mà dễ thương thì đã đành rồi, còn cái người khó thương mà mình rải lòng mình thương được là quý lắm. Mà như vậy mới gọi là đại từ đại bi được. Còn ví dụ như cái người đó dễ thương mình thương, dễ ghét mình ghét là chuyện thường. Không? Còn người nào khó thương mà mình thương được mới gọi là đại từ và đại bi, đại hỷ và đại xả. Từ bi hỷ xả là bốn tấm lòng cao thượng của một người Phật tử. Ai mình cũng thương hết. Cho nên quý vị thấy không, cha mẹ đó có bỏ, có ghét đứa con nào đâu. Con hư cũng thương, con tật nguyền cũng thương, con bệnh tật cũng thương. Mà nhiều khi con nào mà bệnh tật nhiều mình còn thương dữ dội nữa, bởi vì nó có bệnh tật mình phải thương. Cái đứa mà nó không biết cách sống mình cũng thương. Cho nên nhiều lúc á, Pháp Hòa mấy đứa nhỏ khi mà mình có một cái lớp dạy á, thì trong mấy đứa đó mình nhận ra có những đứa khó dạy lắm. Thì khi mà Pháp Hòa phạt nó rồi á, thì Pháp Hòa lát sau Pháp Hòa kêu nó vô trong phòng Pháp Hòa dạy riêng. Thầy phạt em á, nhưng mà thầy rất là buồn. Thầy rất là buồn, không phải buồn em không, mà thầy buồn là mai mốt em lớn lên á, cái cách sống như thế này hoài ai thương cho nổi. Cha mẹ em thương em đành, thầy thương được. Nhưng mà đâu có nghĩa là trong cuộc đời này ai cũng có tấm lòng như cha mẹ mình đâu. Cho nên Pháp Hòa hay nói với các em nhỏ hay các chú cũng vậy á, thầy không có lười biếng đâu. Thầy không phải là người sanh nạnh công việc đâu, thầy làm được hết. Nhưng mà thầy biểu mấy đứa làm là để mấy đứa biết việc, mai mốt tụi con còn ra ngoài sống với mọi người, sống mà không có biết trên biết dưới, không có biết chia sẻ công việc thì ai mà thương mình cho được. Thí dụ con mình có ở nhà nó ăn nó giục cái tô là mình đi rửa à, nhưng mà nó sống chung với bạn bè đâu có được, nó giục tô đó ai đi rửa cho nó. Mà thí dụ người ta có thương nó lắm, ta làm vài lần chứ làm riết ta cũng bỏ nó à. Chứ phải dạy nó là như vậy. Ở đây cũng vậy, mình phải có cặp mắt thương người, nhìn người. Nhờ cái nhân duyên đó mà được cái cặp mắt sanh biết, nhìn tất cả mọi người bằng cặp mắt thương. Người nào mình thương chưa được thì thôi để đó, từ từ thương, cũng không cần biểu lộ.
chị thấy cái người đó có đời nào tôi tới nói chuyện đâu, đâu cần khoe làm chi cái đó. Có nhiều khi mình khoe vậy đó, chị thấy không, có đời nào tôi ngó tới nó đâu. Anh thấy không, thổng đáng để tôi nhìn đó. Mình nói vậy làm chi, phải không? Mình có cặp mắt để nhìn, tại sao không đáng để nhìn? Rồi mai mốt mà mình thiếu cái phước nhìn, rồi muốn nhìn không có. Cho nên đời này không có nhìn ai bằng cặp mắt, không có ưa được hết. Cái tướng thứ 31 là gì? Ngu nhãn tiệp tướng, tức là cặp mắt như ngu vương. Vì con trâu nó có cặp mắt nhìn sâu, có cặp mắt che chở cho người. Tướng thứ 32 là bạch hào tướng. Bạch hào tức là cái lông, cái sợi lông ở giữa. Quý vị thấy người ta hay tạc tượng Phật, ta vẽ, ta hay Phật có cái chấm ở giữa đó. Không phải cái ý nghĩa là Phật là người Ấn Độ rồi có cái chấm đó đâu. Ngoài cái ý đơn giản đó, nó còn có một cái ý sâu hơn, là nơi giữa của Phật đó, có một sợi lông trắng. Đó là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho Đức Phật có một cái tâm bình đẳng, không có thiên lệch. Nếu bên trái bên phải là thiên lệch, Phật có cái lông trắng ở giữa. Nó nhỏ nhưng mà nó dài. Đó là lòng từ bình đẳng, sức lực vô biên. Thường thường người ta khen Phật lòng từ bình đẳng. Chứ cái lòng từ đó trong kinh diễn tả là sao? Trước khi Phật nói pháp, một sợi lông trắng giữa chặn mày phóng ra, trên thì thấu đến trời hữu đẳng, dưới thì xuống tới tận ngục A Tỳ. Đó là một biểu tượng. Lòng từ của Đức Phật muốn dạy bảo, muốn chia sẻ, thì Đức Phật từ bi bình đẳng, dù cõi trời hay cõi địa ngục, từ trên xuống dưới người nào cũng được thấm nhuần hết. Cũng giống như mưa, mưa là mưa rải đều, không có phân biệt là tôi thương chỗ này tôi cho nước nhiều, tôi không thích chỗ kia tôi cho nước ít, không. Mưa đều hết. Nhưng mà tại sao chỗ đó nó không có ướt? Là bởi vì nó có cái nóc nhà nó che, cho nên nó không thấm được bên trong, vậy thôi. Cũng như giáo pháp của Phật rải đều cho tất cả, mà tại sao có những chúng sanh không có thấm? Tại vì những chúng sanh đó họ che lấp cái tâm, biết mở lòng, biết lắng nghe, biết học hỏi thì không có thấm. Cho nên có nhiều khi mình nói tại sao mình dạy nó hoài mà nó không nghe? Tại vì nó không mở lòng nó nghe, thì mình có nói thì nói à. Cái tướng đó được cái phước là gì? Thấy người thành tựu được cái việc gì á, chúng ta đem lòng tán thán. Thí dụ thấy người ta tu được, mình tán thán. Thấy người ta làm được việc lành nên tán thán mà không có chê trích. Có nhiều khi á, mình không được cái tâm đó. Mình nói á, để rồi coi coi được mấy bữa. Mình không có khen, mình không có đó. Tôi cũng mà không có đâu. Mình nghe người ta khen cái mình là phán cho một câu. Để coi coi được mấy bữa. Tôi nói chị rồi, để rồi coi, chóng mắt mình coi, mùng 3, mùng 7 à. Có sàn, có sảy cũng tới mùng 10 à. Tôi nói thiệt á, tôi không phải thầy bói mà tôi nói còn hơn thầy bói nữa. Giống như mình trù vậy đó. Nhưng mà cái tâm như vậy đó, là tới cái lòng từ của mình nó chưa có, mình chưa có dung nhiếp được tất cả mọi người. Cho hồi xưa có một vị thiền sư, một vị thầy, ngày mù. Nhưng mà cái câu này ngài nói để ngài nói cái phần lớn của chúng sanh, chứ không phải ngài nói ai cũng vậy. Ngài nói như thế này: có những lúc đó, tôi nghe người ta tới thấy một ai khổ, cái người kia tới chia buồn, mà tôi nghe ở trong tận chiều sâu lời chia buồn là một niềm vui khủng khiếp. Rồi ngài mới nói có những khi tôi thấy người ta tới chúc mừng người nọ, mà trong lòng đó, trong chiều sâu của câu chúc mừng, tôi nghe được có cái mùi ganh tị. Nhiều khi tới chúc mừng là trên cái hình tướng đối đãi vậy thôi, chứ thật sự trong lòng không thích. Rồi có nhiều khi thấy người ta khổ, tôi chia buồn với chị, nhưng mà vui lắm, đáng đời lắm. Ở trong phía sau nó vậy đó. Giờ biết chết chưa? Thí dụ vậy. Cho nên á, mình trong kinh dạy, thấy có một chúng sanh thành tựu được một cái việc gì, chúng ta lòng đem lòng tán thán, tức là không. Cho nên được cái tướng là gì? Có được cái bạch, có cái bạch hào ở đây. Bây giờ á, mình á không nhất thiết phải có một cái sợi lông bạch hào ở đây.
Nhưng mà nếu mình có được cái tâm đó, thì biết rằng ngay giữa lòng mình có một cái bạch hào dung nhiếp được tất cả như vậy. Và thứ nữa là gì? Thấy chúng sanh tu được tam học, tức là giới định tuệ, thì chúng ta tán thán vui mừng. Thấy người làm điều lành, chúng ta không có làm điều lành mà không có nản chí, không có chán nản. Có nhiều khi mình làm một cái điều lành đó, mà mình không được cái quả lành thì mình nản lắm. Mình nói tôi nghĩ lại cả cuộc đời tôi làm toàn điều lành, mà tại sao tôi không được điều lành? Quý vị đại chúng nhớ Phật dạy nhân quả nó có ba đời. Nhiều khi cái nhân lành mình làm nó mới có hiện đời thôi, thì sau nó mới hưởng, nó mới sanh quả. Còn bây giờ cái khổ của mình mà đang hưởng đây đó, đó là cái quả của quá khứ. Cái nhân của quá khứ bây giờ mình tạo, thì bây giờ cái quả mình chịu. Bây giờ cái nhân mình đời này mình làm lành là mới gieo cái nhân thôi. Mà vài năm sau hay là năm, mười năm sau, thậm chí kiếp sau mình mới được hưởng, nhưng mà không mất đâu hết. Nếu mình hiểu được cái nhân quả ba đời như vậy thì mình không có than trách gì hết. Đừng có bao giờ nói thôi tôi làm lành mà tôi chẳng thấy điều lành, thôi bây giờ tôi không cần làm lành nữa, thì cái đó nó uổng đi. Thấy không? Làm mình thấy, đừng có để mất cơ hội làm lành. Cái điều xấu ác á, mình làm nó rất dễ, nhưng mà cơ hội làm lành không có khó. À, không có dễ đâu. Pháp Hòa nói ví dụ như ở Việt Nam mình á, muốn cho người nghèo á dễ. Nhưng mà ở xứ này muốn cho người nghèo, muốn bố thí gạo khó. Bị gì có nhà nào mà người ta, mà thật sự nếu người ta có thiếu mình cũng chả biết. Có người nào mà ra ngoài đường, ngồi ngoài đường nhà tôi cần gạo, có ai có gạo dư? Ở xứ này thiệt sự là khó cho. Phải không? Chỉ trừ khi nào mình đi tới những cái chỗ homeless á, mình mới thấy được những người da đỏ tập hợp ở đó rồi mình cho thôi. Chứ thật sự ở dọc đường ở đây mình hiếm thấy cái trường hợp đó. Ở Việt Nam hay ở những xứ nghèo thì nó dễ. Qua Ấn Độ dễ, qua Thái Lan, qua Tích Lan, qua Miến Điện dễ. Người nghèo họ khắp cùng, mình có thể cho bất cứ lúc nào. Nhưng mà ở đây thì khó. Cho nên Pháp Hòa thấy ở đây á, muốn làm một cái điều lành đó, nó cũng khó. Bố thí cho người nghèo khó. Nhưng mà ngược lại á, những trường hợp khác mình tu được. Thật sự ra ở đây á, nếu mình nói dễ tu cũng dễ, mà nói khó cũng khó nữa. Dễ tu là sao? Cũng ít có tiếp xúc, bởi ai cũng bận rộn công ăn việc làm, ít có ai qua lại với ai, cho nên cái sự hiềm khích, cái sự mà đụng chạm nó cũng khó. Nhưng mà nếu mà nói thị phi ở đây dễ. Tại sao biết không? Điện thoại rất dễ, internet rất dễ, fax. Cho nên mỗi cái gì mà thị phi mà muốn lan truyền với nhau nó rất là dễ. Chỉ trong vòng 5-10 phút thôi là hàng trăm hàng ngàn người biết cái người kia xấu, cái người nọ như thế này thế kia, truyền với nhau. Đánh một cái email xong rồi là truyền người một người, rồi thậm chí copy địa chỉ, quen không quen gì gửi tá lả hết. Cho nhiều khi trong mail Pháp Hòa đó, có nhiều lúc Pháp Hòa nhận hàng trăm cái mail mà Pháp Hòa chả quen cái mail nào hết, phải không? Nhưng mà có những cái bài vở ta gửi, những cái bài hay tới mình học, còn có những cái câu chuyện, những cái thư từ mà nó không có cần thiết thì mình mở ra mình thấy cái nội dung sơ sơ là không cần đọc, tại nó không có lợi gì cho mình hết. Cho nên Pháp Hòa thấy ở xứ này, giống như ở xứ này nó ăn chay á cũng dễ chứ không có khó, tại vì cái phương tiện ăn không có khó. Phải không? Thành thử ra tùy theo cái tâm niệm của mỗi người mà chúng ta phát nguyện chúng ta tu. Ở thời nào, địa phương nào, quốc độ nào, nó cũng có cái dễ cái khó của nó. Cái quan trọng là cái chí nguyện tu hành của mình có thật sự bền vững và phấn chấn và tinh tấn hay không, thì mình sẽ tìm cách mình tu được hết. Không có đổ thừa cho hoàn cảnh. Hoàn cảnh nào mình tu cũng được. Bây giờ có nhiều vị bận rộn đi buôn bán phải không? Nó tu không được, không có tụng kinh được phải không? Được. Lên xe niệm Phật, vừa lái xe vừa niệm Phật, vô trong quán rồi là thôi. Hoặc là lúc nào rảnh thì mình ngồi mình lẩm nhẩm một hai câu kinh, một vài câu niệm Phật. Về nhà mệt mỏi phải lo ăn uống ngủ nghỉ thì không có thì giờ thì trường hợp đó khác. Nhưng mà tu theo mọi hoàn cảnh, một câu niệm Phật mình niệm còn đỡ hơn cả ngày mình không có câu nào. Đợi mình rảnh mình tu, chừng nào mình mới rảnh. Đợi tâm mình tỉnh mới tu, chừng nào mình mới tỉnh. Thôi bây giờ tu được giờ phút nào, quý giờ phút đó. Ngày hôm qua đại chúng biết không, ra ngồi ngoài phi trường, dư nửa giờ, dư 45 phút, Pháp Hòa ngồi qua niệm Phật.
Và có nhiều khi ở nhà mình muốn sắp sửa, mình muốn đang giảng một cái cuốn kinh nào đó, nhiều khi Hòa đi đâu Hòa mang cuốn kinh đó theo. Có giờ Pháp Hòa đem ra Hòa nghiên cứu theo. Đi bác sĩ, nhất là đi bác sĩ chờ lâu đi vô bác sĩ là hay cầm cuốn kinh cuốn sách theo lắm, ngồi đó mình đọc. Rồi nhiều khi những cái nơi nhà bác sĩ nè ha, phòng khám răng, tiệm uống tóc này, trời ơi dễ thị phi lắm. Bởi vì rảnh đó, ngồi đó là thị phi tùm lum hết. Mà mình ngồi mình nghe hồn cũng mệt nữa, phải không? Mà nhiều khi mình nói theo nữa, thành thử ra không cẩn thận cái tự nhiên mình dễ sanh cái nghiệp. Mình mục đích mình đến đó không phải để tạo cái nghiệp đó, để trị cái thân bệnh, mà rốt cuộc cái thân bệnh thì không biết hết không. Nhưng mà vì tâm bệnh thì sanh nhiều, đó là tại những nơi đó dễ sanh cái khẩu nghiệp, dễ sanh cái ý nghiệp, cái tác ý. Cho nên cẩn thận. Những cái nơi nào mà người ta ngồi không, người ta chờ đợi, thì người ta thường hay tìm những câu chuyện chùa chiền, chuyện nhà thờ, chuyện ông năm, ông bảy, ông tám, ông ba, nói đủ thứ chuyện hết. Mà mình nghe xong mình nói, ủa chị cũng biết ông tám đó hả? Trời ơi, tôi rành nó 8 câu, chị nói hồi nãy hơi thiếu đó, để tôi bổ túc cho mày. Không? Mình vô bác sĩ mình chữa bệnh, mà rốt cuộc rồi á, cái bệnh thân của mình thì chưa biết hết không, mà cái khẩu nghiệp mình lại tăng trưởng. Cho nên quý vị để ý cái chỗ. Nhiều khi á, thật sự Pháp Hòa cũng thưa với đại chúng là cái tu của Pháp Hòa đó, là Pháp Hòa hay để ý trong từng cái hành tác, cái khởi niệm của mình trong đời sống hàng ngày đó. Có nhiều khi mình cũng săn tay áo, mình làm anh hùng như mình biết chuyện, mà những lúc vậy mình dừng kịp mình mừng lắm. Đó, thì đối với bản thân Hòa là Pháp Hòa tu vậy thôi. Từng cái cử chỉ, cái những cái lúc mà cái tâm mình khởi như thế nào đó, mình nhận ra được nó, cái mình mỉm cười mình biết rõ ràng cái tâm phàm mình nó còn lớn lắm. Cho nên mình chưa có phải là bậc thánh á, không? Giống như trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, không? Nếu mà chưa chứng tới ai quả thánh á, cũng chưa có, chớ có vội tin cái tâm mình. Có nhiều khi mình nghĩ cái tâm mình giờ thuần rồi, phải không? Chưa chắc đâu. Tôi bây giờ hết sân rồi, không dám đâu. Đừng có nói mình hết sân, tại vì nhiều khi mình bớt cái sân lớn thôi, nhưng mình còn sân nhỏ, còn sân vi tế. Cho nên người ta sợ nhất là cái vi tế. Nhiều khi cái tướng thô mình trị được rồi, nhưng mà cái vi tế mình trị chưa được. Mà nhiều khi những cái hàng ngày mình nhỏ nhỏ mình nhích lên, thí dụ bây giờ mình đi làm răng, đi làm răng là muốn làm cho mình sạch miệng, đi clean răng. Mà vô trong đó đó, clean răng sạch miệng đâu chưa biết, mà ngồi tạo mớ khẩu nghiệp rồi. Tại trong khi chờ đợi đó, rồi chuyện người này chuyện người kia mình nói ra. Rồi mình đi làm tóc là tức là mình cắt tóc, là rủi tắt tóc là tượng trưng cho phiền não. Cắt bớt tóc cho nó gọn là cắt bớt cái phiền não. Uống cho nó cao lên cho nó đẹp, phải không? Là vung trồng cái đẹp. Mà rốt cuộc ra cái đẹp tâm hồn không được vung trồng trong khi ở chỗ làm tóc. Mình nói ví dụ vậy đó. Pháp Hòa không có nói cái đó là cái chỗ đó là cái chỗ không tốt, không phải vậy. Nhưng mà đôi khi mình sống theo cái thói quen của mình, mà mình nhận ra được như vậy, tức là mình chỉnh được cái tướng của mình, chỉnh được cái tâm của mình. Mà cái tâm mình nó chữa được như vậy thì cái tướng ác nó được. Bởi vì cái tâm nó hiện ra cái tướng. Cái tâm mình nó hiền thì nó lộ ra cái diện mình nó hiền. Cái tâm mình nó thuần hòa thì nó lộ ra cái tướng nó thuần hòa. Ở đây Pháp Hòa chỉ có cái ý là mình tu là mình quay trở về, mình nhìn lại cái tâm mình chỉnh được cái tâm mình thì nó sanh được cái tướng. Thấy không? Mà tướng là nó từ cái tâm mình nó sanh. Mà tu theo Phật thì tánh tướng phải được nói. Giống như mình nói như thế này: phương tiện cứu cánh, thấy không? Nói lý, nói sự, nói tướng, nói tánh. Muốn nói được cái tánh thì trước hết phải nói cái tướng trước. Giống như mình nhìn cái người kia tánh tình thì chưa biết làm sao, mà nhìn người đó đẹp mình biết đó đẹp, phải không? Thì nhìn cái người đó hảo tướng mình biết hảo, còn tánh tình thì mình chưa biết. Nhưng mà nhìn cái tướng thì mình có cảm tình trước cái đã, là như vậy đó. Thì thôi, hôm nay nhân cái mùa lễ Phật đản, chúng ta thường hay khen Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thì Pháp Hòa trích ở trong kinh, trong kinh có diễn đạt Phật có 32 tướng, gồm có những tướng nào và do tu cái nhân gì mà Phật được những cái tướng đó. Thì Pháp Hòa mang ra để cùng học hỏi với đại chúng. Và chúng ta là đệ tử Phật, kinh điển rất là nhiều, lời dạy của Phật rất nhiều. Nếu thì giờ của chúng ta có được, chúng ta để dành, chúng ta nghiên cứu,
kinh Phật thì nó lợi lạc cho mình hơn là để chúng ta để thì giờ lo cái việc không cần thiết. Nó ngoài cái việc của mình thì nó uổng phí đi. Cái chết nó đến với mình bất cứ lúc nào. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có kịp thời chúng ta chuẩn bị cho mình một gói hành trang thì đôi khi đi tay không mà không có mang được gì hết. Cho nên lúc nào cũng renew cái passport là vậy đó. Cái passport mình nó hết hạn thì mình lại đi renew. Dù mình không có chuẩn bị đi đâu nhưng cái passport phải có. Lỡ hữu sự cần phải đi gấp thì cái passport được đi. Cái passport đó là gì? Đó là cái tâm thánh thiện của chúng ta. Câu niệm Phật, cái Tây phương là cực lạc, cái chỗ an lạc đó giống như cái chỗ chúng ta cần tới. Mỗi câu niệm Phật của mình, mỗi cái tâm niệm lành của mình, đó là chúng ta chuẩn bị apply một cái visa. Mà được cái visa đi thì passport nó có thì visa được xin. Bây giờ người ta cũng văn minh lắm. Lỡ đi gấp á, xin visa không kịp á, cứ bay đi. Bay tới cái địa phận, cái nước đó rồi mình xin visa vô liền, đóng gấp một chút. Bây giờ bên Miến Điện cũng đi kiểu đó. Cứ bay qua Miến Điện đi, chưa kịp xin visa không sao. Tới cái cửa phi trường Miến Điện rồi á, mình mất khoảng 15 phút để người ta cấp cho mình cái visa vô nước. Ví dụ vậy đó. Cho nên renew cái passport lúc nào cũng phải có. Cho nên đừng có đợi tới lúc nào mà chân tay run rẩy, lỗ tai nghe loáng thoáng rồi xin quy y Phật, nói không rồi. Mà còn bây giờ còn khỏe nó chưa quy, chưa đâu. Chừng nào. Cho nên nó tỉnh được giờ nào, giờ phút đó. Đó là như vậy. Thôi chúc đại chúng có được cái tu học để chúng ta tạo cho mình cái tâm lành, hiện ra cái tướng tốt. Chúc đại chúng thân tướng được trang nghiêm, tâm hạnh được trang nghiêm. A Di Đà Phật. Xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.